Thời đại kéo dài 1.000 năm đã kết thúc. Sâu trong nội tâm của mỗi người đều là một mảnh hỗn độn. Bình nguyên đã từng rộng lớn huy hoàng trong ký ức đều đang hóa thành cát bụi trong bóng tối. Những thứ từng cường ngạnh chống cự không ngừng nghỉ lại lần lượt sụp đổ dưới gót sắt vô hình. Những hào hùng từng phân loạn tác giới bị nung nóng thành cương vực hoàn chính. Những ồn ào từng đình tài nhức óc cuối cùng yên lắng chỉ vì một âm thanh. Danh chính, chủ nhân của đế quốc này là vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Hắn có tên Tần Thủy Hoàng. Trên đống đổ nát của năm xưa, hắn bắt đầu kiến tạo một mộng tưởng to lớn chưa từng có. Một mộng tưởng chỉ thuộc về một mình hắn. Cùng lúc đó, tại sâu bên trong vùng đất này, một tòa lăng chuẩn bị cho hắn cũng đã đang thi công. Hắn cũng không ngừng mở rộng quân đội, bất luận trên lục địa hay là trong lòng đất. Hắn đều muốn làm bá chủ chinh phục tất cả. Vì mộng tưởng tràn ngập xã tâm này, hắn muốn loại trừ tất cả trở ngại có thể gây bất lợi với đế quốc. Và chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của LTG. Mình là Giang Kim. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trở về tuổi thơ, tìm hiểu lại bộ phim Tần Thời Minh Nguyệt. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Mở đầu của phim là hình ảnh Thiên Minh và Cái Nhiếp đang đi trên một con đường. Đột nhiên một đám binh sĩ tiến tới, dương cung chặn đường. Tên tướng quân hét lớn, hai người chính là Trọng Phạm tướng quốc đại nhân chính miệng hạ lệnh truy bắt. Trên người mang theo cơ mật trọng đại gây nguy hiểm cho toàn bộ đế quốc. Không được lệnh của ta, không ai được hành động. Thấy vậy, Cái Nhiếp có hỏi, Thiên Minh, ngươi có sợ không? Thiên Minh trả lời thẳng thắn, không sợ. Thoạt nhìn hình như bọn họ đang rất sợ hãi. Bọn họ sợ thúc đến vậy sao? Nghe vậy Cái Nhiếp nói, bọn họ không phải sợ ta, bọn họ sợ chính là hậu quả phải chịu khi mà cản đường của ta. Ngươi phải nhớ kỹ ánh mắt của họ, cả đời không được quên, bởi đây là ánh mắt của kẻ yếu, ngươi không thể trở nên yếu như chúng. Lúc này có một tên tướng sĩ vì sợ hãi mà trượt tay, bắn một mũi tên về phía Cái Nhiếp. Thấy vậy Cái Nhiếp liền lao tới, chân đạp lên trên mũi tên, lao tới chém chết những tên cản đường. Cái Nhiếp được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất thời đại này, một mình Cái Nhiếp đánh bại tất cả đám tướng sĩ, còn bảo vệ được cả Thiên Minh, nhưng Cái Nhiếp đã bị trọng thương thứ trước. Ngay lúc này, một đám tướng sĩ nữa lại xuất hiện. Cuộc chiến chưa đến hồi kết thúc, nhưng phim đã chuyển sang cảnh mới. Một tên tướng sĩ cưỡi ngựa chạy về thành, đưa chiêm báo Tần Thủy Hoàng, khiến ông ta tức giận hét lớn. Một Cái Nhiếp, một đứa trẻ, chỉ có hai người mà lại khiến 300 thiết kỵ Đại Tấn bị tiêu diệt. Chiêm báo thế này, quả nhân đọc sao cũng thấy hoang đường. Nhớ năm đó Đại Tần tấn công nước Sở, tổn thất vạn binh, thất bại trở về. Năm sau quả nhân phát động binh lực tăng gấp 5 lần, cho dù ngoan cường như nước Sở cũng phải sụp đổ dưới thiết kỵ. Nếu 300 người không bắt được, vậy thì dùng 3.000 người, 30.000, 3 triệu người. Lúc này tướng quốc nước Tấn Lý Tư tiến tới và nói, xin bệ hạ bớt giận, thiết kỵ binh của Đại Tần giỏi đánh hiểm trận, công thành nhổ trại, nhưng đối phó với cao thủ võ đạo giang hồ như Cái Nhiếp không phải sở trường của họ. Kiếm là vua của binh khí, Cái Nhiếp lại là người giỏi nhất trong các kiếm khách, danh hiệu kiếm thánh của hắn trên giang hồ không phải hư danh. Cái Nhiếp được hưởng hoàng ân sâu sắc lại không biết tận trung báo hiếu, bôi tín bạc nghĩa, tội nghiệt sâu nặng. Cái Nhiếp bỏ trốn không phải chuyện tình cờ, theo tình báo thần có được, đủ để chứng tỏ thế lực phản nghịch của lục quốc đang nung nấu âm mưu bất lợi cho đế quốc. Muốn diệt trừ thế lực giang hồ như vậy, cần lấy độc trị độc. Lý Tư nói tiếp, Cái Nhiếp xuất sư phái Quỷ Cốc. Các đời trưởng môn Quỷ Cốc cả đời chỉ nhận hai đệ tử, đặc biệt là hai đệ tử này từ đầu đã là đối thủ. Một người tung, một người hoánh, không đội trời chung, giữa họ chỉ có thể để lại một người. Người đó chính là Quỷ Cốc tiên sinh Tân Niệm. Truyền thống kỳ dị này đã kéo dài mấy trăm năm, Cái Nhiếp chính là một trong hai đệ tử kia. Lúc này, Lý Tư đã trên đường đi tìm đệ tử thứ hai của Quỷ Cốc, Vệ Trang. Tới đó, Lý Tư gặp Lưu Sa, Xích Luyện. Cô tiến tới cười và nói, dương cây này biết ăn thịt người đó, các vị đi theo ta, tuyệt đối đừng đi lạc. Sau đó Lý Tư tiến tới trước mặt Vệ Trang, thấy Vệ Trang thái độ lồi lõm, một tên tướng sĩ định tiến tới nói rõ thì đã bị một luồng kiếm khí của Vệ Trang giết chết. Thấy vậy Lý Tư liền nói, ngươi từng là tráng sĩ nổi bật nhất trước Thánh Xá Hàn Vương, tài năng như vậy nếu chỉ ngủ say trong khu rừng này, thật sự có hơi đáng tiếc. Đương kim bệ hạ là một bậc đế vương trước này chưa từng có, hiện giờ trên thiên hạ chỉ có một ngôi vương, chính là đại vương của Đại Tấn. Con đường bá nghiệp của ngày ấy vừa mới khởi bước, vô cùng cần nhân tài ưu tú như người đồng hành. Lúc này Vệ Trang đã từ chối và định rời đi, nhưng Lý Tư đã nhìn xuống xác chết của tên binh sĩ vừa bị giết. Ông ta kích tướng rằng, kiếm pháp rất tốt, tiếc rằng so với Cái Nhiếp vẫn phải chịu lép vế đứng thứ hai. Nghe vậy Vệ Trang dừng lại và nói,
Cái Nhiếp, một cái tên thật khó khuyên. Thời gian này, Mặc Sa hoạt động liên tục, lên kế hoạch gây bất lợi cho Doanh Chính. Chắc hẳn đây cũng là nguyên nhân Lý Đại Nhân tới tìm ta nhỉ. Vệ Trang tiến tới rút thanh kiếm ra và nói: đứa trẻ Cái Nhiếp bảo vệ có thân phận gì? Lý Thư giải thích: đó là một sinh mạng không nên giữ lại. Ta có được đứa trẻ đó, ngài có được Cái Nhiếp. Vệ Trang cười và nói: đây là một cuộc giao dịch, ngoại trừ điều này chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ngay sau đó Lý Tư rời đi. Vệ Trang liền hỏi Lưu Sa, Vô Song, Thường Lãng, Bạch Phượng hiện giờ mấy người bọn họ đang ở đâu. Lưu Sa nói: Vô Song đang tu luyện trong núi sâu cách thượng đẳng là 300 dặm. Vệ Trang nói rằng: hãy để Vô Song đi kiểm tra trước. Chúng ta đến với Cái Nhiếp và Thiên Minh. Mặc dù Cái Nhiếp chiến thắng đám kỵ sĩ nhưng cũng bị thương không nhẹ. Cố cầm cự tới đây thì Cái Nhiếp đã ngất đi. Thiên Minh đã lì lấy nước trị thương cho Cái Nhiếp, còn bắt được mấy con chim rừng, lấy kiếm của Cái Nhiếp nướng thịt. Chúng ta đến với quý tộc Sở Quốc, trước mặt là Hạng Thiếu Vũ, là một đám người cùng đang tập luyện. Một mình Thiếu Vũ đã đánh bại được đám này mà không hề khó khăn. Đường quyền rất chính xác, mọi người phía ngoài quan sát không ngừng khen ngợi Thiếu Vũ. Lúc này phía ngoài có tín hiệu cảnh báo từ pháo hoa, có quân địch tới. Thấy vậy, Sở Quốc Phạm Tăng lập tức yêu cầu Lương Cống đưa người đi thăm dò để bảo vệ người dân trong thôn. Còn Thiếu Vũ thì bị yêu cầu ở lại thôn. Nhưng Thiếu Vũ nào có ý định đó, cậu lập tức lẩn đi cùng một đám bạn bè. Hóa ra kẻ địch lại là Thiên Minh, dưới đất còn có Cá Nhiếp đang bị thương ngất đi. Thiên Minh nói rằng: ta chỉ đốt lửa nướng thịt, đám người các người đã tới bao vây không có đạo lý. Thiếu Vũ lúc này phát hiện thanh kiếm trên tay Thiên Minh, lập tức hỏi thanh kiếm trong tay Thiên Minh từ đâu mà có. Thiên Minh nói rằng: của đại thúc ta, nhưng đang bị trọng thương. Thấy vậy, Thiếu Vũ lập tức tiến tới đẩy ngã Thiên Minh. Cả hai bắt đầu đọ sức với nhau. Tất nhiên Thiên Minh không phải đối thủ của Thiếu Vũ, liên tục bị ăn đòn. Thiếu Vũ đã cướp được thanh kiếm trên tay Thiên Minh. Hàng Lương nói rằng: cái này nhìn giống chữa của Tần Quốc, đây không phải thanh kiếm bình thường, chủ nhân của nó chắc chắn thân phận không bình thường. Lúc này Thiếu Vũ mới hỏi: hôm nay là A Long trực, nhưng sao không thấy hắn đâu? Vừa nghĩ tới đây thì cơ thể của A Long đã bị ném từ thiên không xuống. Có một giọng nói ngang ngược, một thân ảnh lập tức tấn công đám người Thiếu Vũ. Mũi kích đâm vào người hắn như đâm vào sắt thép. Chỉ trong vài giây hắn đã giết chết một đám người. Kẻ tới chính là Lưu Sa, Vô Song Quý. Lưu Sa tiến tới tóm lấy chân của Thiên Minh nhấc lên. Thấy Thiên Minh gặp nguy hiểm, Thiếu Vũ lập tức vung kiếm lao tới, nhưng không phải đối thủ của Vô Song. Vô Song nhận ra thanh kiếm trên tay của Thiếu Vũ, hắn lập tức lao tới đánh bay đám thủ vệ. Có thể nói cơ thể của Vô Song cứng hơn thép, đao kiếm bất xâm, kiếm chạm tới người hắn đều gãy thành nhiều mảnh. Mở đầu cho tập phim là hình ảnh Vô Song đánh bại tất cả người của Sở Quốc. Lúc này Thiên Minh đã tỉnh dậy, nhìn thấy cơ thể cường tráng cực kỳ to lớn của Vô Song, Thiên Minh lập tức trốn vào một góc cùng với Cá Nhiếp quan sát cuộc chiến. Vô Song có thể nói là cực kỳ hung bạo, mỗi một đòn đánh ra đều như trời sáng. Hắn lập tức lao tới tấn công Phạm Tăng. Thấy vậy, Thiếu Vũ lập tức kéo Phạm Tăng ra sửa kiếm đón đỡ. Nhưng Thiếu Vũ nào phải đối thủ của Vô Song, hắn đứng im cho Thiếu Vũ tung quyền, rồi chụp lấy chân ném Thiếu Vũ xuống đất. Không dừng lại, Vô Song nhấc bổng Thiếu Vũ lên. Thấy Thiếu Vũ gặp nguy, ở xa Thiên Minh nhặt được kiếm ném về phía Vô Song, giải nguy cho Thiếu Vũ. Điều đó làm Vô Song cực kỳ tức giận, hắn gầm thét ném Thiếu Vũ đi, lao thẳng về phía Thiên Minh. Thiên Minh chỉ còn cách chạy trốn, rồi ném một con gà nướng về phía Vô Song. Thấy vậy, hắn ta lập tức nuốt con gà, nhưng Thiên Minh đã bỏ một cái hỏa lưu tinh vào đó, khiến Vô Song đau đớn gào thét, rồi há miệng bắn ra một tia hỏa lưu tinh, sau đó gục ngã tại chỗ. Thiên Minh vui mừng nhảy lên thân thể của Vô Song, hò hét vì tưởng rằng mình đã chiến thắng. Thấy vậy, Thiếu Vũ lập tức lao tới, đánh bay Thiên Minh xa xa. Thiên Minh không hiểu chuyện gì lại quay sang tấn công Thiếu Vũ, nhưng Thiên Minh nào phải đối thủ, bị Thiếu Vũ ném thẳng xuống đất. Lúc hai người đang quyết chiến với nhau, Vô Song đã tỉnh lại, hắn tiến tới gầm mạnh một tiếng. Thấy vậy, người của Sở Quốc lập tức lao tới giải nguy cho hai người, nhưng Vô Song quá mạnh, đánh bay đám người Sở Quốc, rồi tiếp tục tấn công Thiếu Vũ, ném Thiếu Vũ văng vào một gốc cây. Vô Song không dừng lại, tiếp tục đuổi theo Thiên Minh. Ngay lúc Thiên Minh sắp đi chầu ông bà, thì thanh kiếm của Cái Nhiếp lập tức bay tới, đâm xuyên người của Vô Song, trực tiếp giết chết hắn. Hóa ra Cái Nhiếp đã tỉnh lại, nhưng bị thương rất nặng. Sau đòn công đó, Cái Nhiếp lại trực tiếp ngất đi. Sau cuộc chiến một thời gian, Xích Luyện và Vệ Trang đã tới nơi này. Nhìn thấy vết máu của Vô Song trên cây, biết được Vô Song đã chết, Xích Luyện tưởng rằng thứ giết chết Vô Song chính là bách bộ phi kiếm của Cái Nhiếp, một nhát đứt cổ họng. Nhưng Vệ Trang liền giải thích, tuy là đứt cổ họng nhưng không phải bách bộ phi kiếm. Kiếm của Cái Nhiếp màu đỏ, đứng thứ hai trong thập đại danh kiếm, là binh khí thần hiếm có.
Nhưng thứ cắt đứt thứ này là thanh uyên hồng, chắc là Cá Nhiếp đã bị thương nặng, vậy nên nhát kiếm này hắn đã không dốc toàn lực. Vệ Trang thắc mắc, rốt cuộc người trong thôn trang này là ai? Ngay sau trận chiến với Vô Song, cả thôn trang này đã sở đi chỉ trong một đêm, hành động vô cùng nhanh gọn. Xích Luyện nghe vậy liền nói, theo như ta điều tra thì bọn họ là quý tộc lưu vong của nước Sở. Sau khi nước Sở diệt vong, bọn họ đã trốn ở đấy để tránh sự truy quét của quân Tấn. Lúc này từ xa, có một người của thôn trang đang trốn ở trong một gốc cây, nghe lén cuộc trò chuyện giữa Xích Luyện và Vệ Trang. Về phía Vệ Trang, hắn tiếp tục nói, người danh chính lo lắng nhất là Lưu Khấu của nước Sở, nơi này là tộc nào vậy? Xích Luyện nói tiếp, sau khi nước Sở diệt vong, hạng thị nhất tộc đã trốn tới đây. Vệ Trang nghe vậy liền nói, trong ba tộc lớn của nước Sở, người muốn diệt tần nhất chính là hạng thị nhất tộc, là gia tộc mạnh nhất nước Sở. Danh chính tuy đã là có được thiên hạ, nhưng lại để quá nhiều kẻ địch ở quê của mình. Xích Luyện nói tiếp, ta đã truyền tin cho Thương Lang rồi, hắn ta sẽ nhanh chóng lần theo manh mối. Vệ Trang cười nói, người của nhà họ Sở không liên quan gì đến chúng ta, nhưng nếu bọn họ dám ngăn cản hành động của chúng ta thì chính là kẻ thù. Lúc này Vệ Trang đã phát hiện ra người của thôn trang đang nghe lén, lập tức vung ra một ám khí, trực tiếp đâm xuyên tay tên này, bàn tay bị ghim lên một thân cây. Vệ Trang tiến tới nói, nhà họ Sở còn để lại một cái đuôi, vừa hay hắn có thể cho chúng ta biết Cá Nhiếp đã đi đâu. Về phía Thiên Minh và Thiếu Vũ đang rời khỏi vùng núi này, Thiếu Vũ nói với Thiên Minh rằng bây giờ ngoài nước Tần ra, bách tính khắp thiên hạ đều không còn nhà, tên bạo quân doanh chính đó, rồi sẽ có một ngày ta phải lật đổ hắn để người trên thiên hạ đều được sống tự do tự tại. Thiếu Vũ nói với vẻ cực kỳ căm tức, hóa ra Thiếu Vũ và mọi người ở đây đều là hạng thị nhất tộc nước Sở, mới bị người của nước Tần đánh bại không lâu. Về phía Cá Nhiếp cũng đã tỉnh lại. Thiếu Vũ lúc này hỏi Thiên Minh rằng, vốn dĩ ngươi và Nhiếp đại thúc của các ngươi muốn đi đâu? Thiên Minh chần chừ và nói, đó là bí mật giữa ta và đại thúc. Thiên Minh nói tiếp, xem ra ngươi không hề biết thân phận trước đây của Nhiếp đại thúc, nếu ngươi biết sẽ phải biết thúc ấy ngày trước là một kiếm khách bên cạnh danh chính Tần Thủy Hoàng. Trong lục quốc có rất nhiều kẻ địch đều muốn giết, lúc này trời đã gần tối, đám người Sở quốc này đã bị một bầy sói để ý, những con ngựa đang trở nên sợ hãi, tình hình có vẻ không ổn, mọi người thấy kỳ lạ, tại sao lại có nhiều sói đến như vậy? Đây là nơi hoang vắng nhất trên biên giới giữa Sở quốc và Ngô quốc, trước sau đều không có thành trì, bầy sói là sinh vật mạnh nhất ở đây. Bầy sói đã bao vây khắp nơi. Lúc này Cá Nhiếp giải thích, đó là Thương Lang Vương. Giờ tình hình chúng ta vô cùng nguy hiểm, kẻ địch là Thương Lang Vương, chính là tên danh tiếng thối nát, được mọi người gọi là kẻ đứng đầu thích khách đoàn, thích khách hắc dạ. Nghe nói hắn từng phục vụ cho Hàn Vương, sau khi Hàn Vương bị giết, hắn bật vô âm tín, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Với thực lực hiện tại của chúng ta, đấu không lại Thương Lang Vương, hắn đang đợi thời cơ tốt nhất, trời tối mới ra tay. Trước khi trời tối, nếu có thể thoát ra khỏi mảnh đất này thì sẽ có cơ hội sống tiếp, bầy sói cũng có phạm vi sinh tồn của mình. Cần tăng tốc rời khỏi nơi này, nhưng tốc độ của xe ngựa quá chậm, nhất định phải bỏ đi một bộ phận. Họ dùng 4 con ngựa kéo một chiếc xe, ngoại trừ lương thực, nước còn có vũ khí, những thứ khác đều vứt đi. Sói đói rất hùng mãnh nhưng sợ lửa, họ dùng lửa ngăn chúng tới gần. Tất cả mọi người liều mạng chiến đấu, hy vọng có cơ hội sống sót. Nhưng thật không may, mặt trời đã xuống núi, họ bị bầy sói bao vây, biết được mình bị thương nặng, Cá Nhiếp đã đưa thanh kiếm của mình cho Thiên Minh để chống lại bầy sói. Lúc này ở trong bầy sói, một sát thủ xuất hiện, hắn là Thương Lang Vương, một sát thủ bóng đêm. Khi hắn ra tay, giết chết mấy người của nước Sở nhưng không ai phát hiện hắn ở đâu. Lần lượt rất nhiều người bị Thương Lang Vương giết hại, khiến mọi người đều sợ hãi. Hắn xuất hiện trên lóc xe ngựa, nơi mà Thiên Minh và Thiếu Vũ đứng đó. Thiên Minh, Thiếu Vũ kết hợp lao tới tấn công Thương Lang. Mặc dù Thiếu Vũ rất mạnh, nhưng sau một hồi giao chiến, cậu đã bị Thương Lang túm cổ, nhấc lên. Thấy vậy, Thiên Minh liền ném ra một cục đá về phía Thương Lang. Ngay sau đó, Cá Nhiếp xuất hiện, giơ kiếm về phía Thương Lang, yêu cầu hắn thả người ra. Thực ra Cá Nhiếp bị thương rất nặng, nếu như quyết đấu với Thương Lang nhất định sẽ bị giết. Tên Thương Lang biết được Cá Nhiếp bị thương, hắn lập tức cười và nói, một kiếm thánh bị thương, tới bản thân còn không bảo vệ được, còn muốn cứu người trong tay ta, các ngươi ai cũng đừng hòng sống sót tới sáng mai. Rồi hắn ném Thiếu Vũ ra xa, la vào quyết đấu với Cá Nhiếp. Mặc dù bị thương, Cá Nhiếp vẫn có thể đẩy lùi được Thương Lang, vung kiếm suýt đâm trúng hắn ta. Ngay lúc có cơ hội, Thiên Minh ở ngoài cầm một bó đuốc đốt cháy mặt của Thương Lang, khi hắn ta đau đớn. Từ đằng sau, Thiếu Vũ lại vung kiếm đâm xuyên ngực của Thương Lang, hắn ta bị thương lập tức bỏ trốn, bầy sói cũng vì vậy mà rút lui.
nhưng Cái Nhiếp thì lại trọng thương nghiêm trọng, lập tức ngất đi. Phạm Tăng đưa Cái Nhiếp vào trong xe ngựa, bắt mạch và nói là sau khi bị thương nặng, mất máu quá nhiều khiến thể lực suy yếu, không có vết thương mới. Nghe vậy Thiên Minh đã thở phào nhẹ nhõm. Lúc này từ xa, đám người của Sở Quốc có một cô gái cầm một chiếc đèn lồng tiến tới, gương mặt cực kỳ xinh đẹp này tiến tới và nói Dung tỷ tỷ hiện giờ đang cứu chữa một người bị trọng thương, vì vậy bảo ta tới đón tiếp các vị, xin các vị đại ca tiền bối tha thứ. Mở đầu của phim là hình ảnh Cao Nguyệt tiến tới đón đám người Thiên Minh và Thiếu Vũ. Thấy Cao Nguyệt, Phạm Tăng liền tiến tới và nói thì xa là bằng hữu của Mạc Sa, tốt quá, mấy năm không tới y chang, không ngờ Dung cô nương lại có thêm một muội muội xinh đẹp như vậy. Họ đi theo Nguyệt Nhí tiến tới phía trước. Nguyệt Sa là môn phái trượng nghĩa nhất ở trong chư tử Bách Sa. Tổ sư Mạc Sa và Sở Gia có giao tình nhiều năm. Trong trận phản kháng Tần Quốc, Mạc Sa và gia tộc của Thiếu Vũ là hai nhà kiên quyết nhất. Kinh Hò Y Tráng chính là một căn cứ bí mật của Mạc Sa. Nếu không có đệ tử Mạc Sa chỉ dẫn, người bình thường căn bản không tìm ra. Hiện giờ Tần Quốc trà xét rất nghiêm, mọi người đều rất cẩn thận. Nơi này còn có một nữ tử giỏi sang, tuổi tác của cô ta không lớn hơn Thiếu Vũ bao nhiêu, nhưng lại là một thần y nổi danh nhất của Mạc Sa. Nhóm người Thiếu Vũ muốn mời cô ấy trị thương cho Cá Nhiếp. Cô ấy họ Đoàn Mộc, tên có một chữ Dung. Nguyệt Nhi tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại là trợ thủ đắc lực của Dung cô nương, cũng là một nữ tử giỏi giang. Mạc Sa là một môn phái thần kỳ, nơi này đâu đâu cũng là những thứ kỳ diệu. Sau một thời gian đi thuyền, trời đã bắt đầu sáng, họ đã tới căn cứ bí mật của Mạc Sa. Trước khi vào, Nguyệt Nhi giải thích Dung tỷ y thuật cao siêu nhưng có ba loại người, tỷ ấy tuyệt đối không chữa. Đầu tiên không cứu người của Tần Quốc, thứ hai không cứu người họ Cái, thứ ba không cứu chính là kẻ cậy mạnh chiến đấu so kiếm bị thương. Nghe thế vậy, Thiên Minh lập tức giật mình vì ba điều này đều có trên người của Cái Nhiếp. Thiếu Vũ lập tức nói phải giấu hết mọi bí mật của Cá Nhiếp cho Đoàn Mộc Dung. Lúc này họ đã gặp được Đoàn Mộc Dung, cả nhóm người Thiếu Vũ lập tức cúi đầu chào hỏi. Cô phát hiện ra Thiên Minh là người lạ, liền hỏi đó là ai. Mọi người nói Thiên Minh là bạn của Thiếu Vũ. Cô tiến tới nhìn phía Cá Nhiếp, hỏi rằng người này sao mà bị thương. Thiếu Vũ lập tức nói lần này thôn trang chúng ta bị Ưng Chảo Tần Quốc tấn công, may có vì tiền bối này ra tay giúp đỡ đánh lùi kẻ địch, nhưng cũng vì thế mà tiền bối bị thương, cho nên mới đến nhờ y thuật của Dung cô nương cứu chữa. Đoan Mộc Dung liền nói tam bất cứu của chỗ ta, chắc là Lương Thúc cũng đã biết nhỉ. Người này dùng kiếm nên đã bị thương, tay và cơ bắp cánh tay của người này đều có đặc điểm của những người dùng kiếm lâu năm. Người này không những dùng kiếm mà còn là một cao thủ. Nghe vậy Thiếu Vũ liền tiến tới nói vị tiền bối này vì cứu Sở Gia nên mới bị thương nặng thế này. Nghe thế Đoan Mộc Dung quay sang nói lại còn nói dối, trên người các ngươi đều chỉ có vết bấm, không hề có vết thương đao kiếm. Có thể thấy lần này kẻ tấn công Sở Gia dùng vật cún không phải vật bén. Trên người kẻ này không có chỗ nào bầm, lại có 20-30 chỗ bị thương do vật bén. Nếu hắn bị thương vì cứu các ngươi, ta có thể chữa. Đáng tiếc vết thương trên người hắn đều là bị thương trước đó, khiêng người ra khỏi đây đi. Nghe vậy Thiếu Vũ liền nói Mạc Gia cự tử đề sướng thương xót thiên hạ, hào kiệt lục quốc không ai không kính trọng. Dung cô nương là đệ tử Mạc Gia, chẳng lẽ thấy chết không cứu sao? Dung cô nương, bất luận thế nào xin cô hãy cứu Cái Tiên Sinh. Đúng là hắn dùng kiếm, nhưng không phải vì đấu kiếm mà là vì chiến đấu với quân Tấn. Nghe vậy Đoàn Mộc Dung nói hắn họ Cái sao? Lúc này Thiên Minh tức giận tiến tới nói đại phu cứu người là lẽ đương nhiên, nhưng nữ nhân quái dở như cô lại lập ra nhiều quy tắc xấu xa như thế, không cứu người này không cứu người kia, ta thấy tam bất cứu của cô nên sửa thành một điều là được, sống thì không cứu, như thế không phải đơn giản hơn sao? Đoan Mộc Dung không để ý, quay lại rồi nói, ta còn bệnh nhân khác, các người có thể về rồi. Thiên Minh tức tối hét lớn, ta sẽ tháo tấm biển của người. Vừa ra tới cổng, Thiên Minh đã bị tóm cổ bởi một người đàn ông to béo, ông ta là Ban Lão Đầu. Thấy vậy, đám Thiếu Vũ lập tức rút kiếm, nhưng đã bị Đoàn Mộc Dung ném phi tiêu đánh rơi kiếm. Lương Công thấy vậy tiến tới nói, Ban đại gia, đứa bên này là bằng hữu của Sở Gia, trẻ nhỏ vô trí, lão nhân gia ngày đừng giận hắn xin tha tội. Nghe vậy, Ban Lão Đầu mới thả Thiên Minh ra rồi nói, Dung cô nương đã hạ lệnh đuổi khách, mọi người còn đứng đó làm gì, đi đi, chẳng lẽ còn chờ lão già này khiêng từng người ra sao? Nghe vậy mọi người lập tức rời đi. Khi đi ra tới cổng, thanh kiếm của Cá Nhiếp đã rơi ra. Đoan Mộc Dung nhìn thấy nó, phát hiện ra điều gì đó liền gọi mọi người đứng lại, nói rằng để bệnh nhân và đứa nhỏ này ở lại, người khác đi ra ngoài. Nhưng nhóm Thiếu Vũ cần lên đường lo sự nghiệp, đã để Thiên Minh và Cá Nhiếp ở lại, còn Minh và mọi người lập tức lên thuyền rời đi, để lại Thiên Minh và Cá Nhiếp ở lại trị thương.
Một thời gian sau, Đoan Mộc Dung đi sắc thuốc, gặp Thiên Minh cô nói, đại thúc của người đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng hắn bị thương quá nặng, tình hình sau này có chuyển biến tốt hay không phải dựa vào bản thân hắn. Thiên Minh nghe vậy, liền lẻn vào bên trong thăm Cá Nhiếp, cậu nhớ lại ngày mà mình gặp Cá Nhiếp, đó là một ngày mưa lớn, hắn bị một tên thổ phỉ truy sát, tưởng rằng chết tại đấy, rất may lúc này, một thân ảnh đã xuất hiện vung kiếm chém chết tên thổ phỉ, rồi tiến tới nói với Thiên Minh, theo ta rời khỏi chỗ này. Cá Nhiếp đội cho Thiên Minh một chiếc mũ và rời đi. Quay lại với hiện thực, Thiên Minh vừa ăn cơm xong, Đoan Mộc Dung nói rằng từ giờ Thiên Minh sẽ phải làm việc mới có cơm ăn, đây là quy tắc tổ sư Mặc Gia để lại, có làm thì mới có ăn. Công việc của Thiên Minh là trẻ củi trong sân, nhìn đống củi chất thành núi này mà Thiên Minh phát sợ, nhưng cậu rất chăm chỉ. Cá Nhiếp thì đã khôi phục rất nhanh, đang ngồi nhìn Thiên Minh làm việc. Lúc này bàn lão đầu tiến tới phía Cá Nhiếp. Cá Nhiếp lập tức cảm ơn vì đã giúp mình trị thương. Bàn lão đầu nói, đừng cảm ơn ta, đây là công lao của Dung cô nương. Bàn lão đầu có nói về Thiên Minh, nói rằng cậu ta có một thứ gì đó kỳ lạ, giữa chân mày có một đốm khí đen lúc ẩn lúc hiện, dường như trong cơ thể có bệnh ngầm. Nghe vậy Cá Nhiếp nói, quả nhiên không qua mắt được tiền bối. Bàn lão đầu lại nói, thực ra Dung cô nương đã nhìn ra, nhưng cô ấy phán đoán đây không phải bệnh bình thường. Cá Nhiếp nghe vậy nói, trên người đứa nhỏ này bị người ta hạ âm dương ấn chú. Bàn lão đầu nghe vậy nói, âm dương ấn chú, Vu Trúc thật xưa cũ hình như có rất nhiều chủng loại, hắn gặp phải loại nào? Cá Nhiếp nói tiếp, Phong Miêu ấn chú cũng được gọi là cấm thuật du ngủ, là một loại âm dương thuật vô cùng cao thâm và đáng sợ. Vạn vật được âm dương bao phủ, vì âm dương đối lập mà thống nhất. Nhưng loại chú thuật này mượn việc làm rối loạn cân bằng của âm dương trong cơ thể sẽ khiến người ta rơi vào trạng thái điên cuồng, làm ra những chuyện không thể ngờ. Bàn lão đầu nghe vậy nói tiếp, cách thi chú khác nhau, kết quả cũng khác nhau, triệu chứng của hắn là gì? Cá Nhiếp nói tiếp, còn chưa phát tác cho nên chưa rõ. Bàn lão đầu nói tiếp, vốn dĩ âm dương thuật đã thất truyền mấy trăm năm trước, không ngờ vẫn còn có người sử dụng. Sau câu chuyện, bàn lão đầu biết Cá Nhiếp được một vị bằng hữu nào đó yêu cầu bảo vệ Thiên Minh. Cá Nhiếp tiến tới chỗ của Thiên Minh, lấy cây rìu ở trên tay Thiên Minh bắt đầu chẻ củi, mục đích là truyền thụ thêm một ít kinh nghiệm cho Thiên Minh. Ngày tháng trôi qua, ở đây Thiên Minh làm việc, luyện tập với bàn lão đầu, cơ thể cũng đã bắt đầu nhanh nhẹn hơn. Cá Nhiếp cũng đã gần khôi phục được sức khỏe. Ban lão đầu đã tiến tới nơi ở của Đoan Mộc Dung và nói, Dung cô nương có mật lệnh tới, truy sát Cá Nhiếp lần này, ngoại trừ thế lực của thần quốc, còn có thủ hạ của Vệ Trang. Nghe tới Vệ Trang, Đoan Mộc Dung liền nói, Vệ Trang sao? Mặc ra tìm hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Ban lão đầu nói tiếp, đây là cơ hội hiếm có, mọi chuyện hành động theo kế hoạch. Lúc này ở phía ngoài, Nguyệt Nhi và Thiên Minh đang trò chuyện, Thiên Minh liền phát hiện ra có thứ gì đó, lập tức dừng lại, Thiên Minh cảm giác như có người theo dõi mình. Ngay lúc này, một trận cuồng phong nổi lên phía trên bầu trời, xuất hiện một con quái điểu to lớn, khi nó bay qua, kình phong nó tạo ra quá mạnh. Quay trở lại với Cá Nhiếp và Đoan Mộc Dung, Cá Nhiếp tiến tới hành lễ với cô và nói, may nhờ y đạo cao siêu của cô nương, ân cứu mạng này cái mũ cả đời khó quên. Nghe vậy Đoan Mộc Dung liền nói, ngươi thế này là có ý gì? Cá Nhiếp nghe vậy nói tiếp, ta nghe nói Đoan Công Dược Trang có 3 kiểu không cứu, 2 điều trong đó phù hợp với tình hình của ta hiện tại. Xin hỏi vì sao cô nương phá lệ tương cứu? Đoan Mộc Dung nói, cái mạng này của ngươi có phải có thể chữa được không? Hiện giờ vẫn chưa có đáp án. Ta học là y đạo, đương nhiên phải chữa bệnh. Lần trước chó của huynh đệ Mặc Sa bị mũi tên bắn thương, cũng tìm ta chữa trị. Đối với ta mà nói không có gì khác biệt. Ta đã nói rồi, mạng này của ngươi có thể giữ được hay không vẫn chưa có kết quả. Nếu ngươi chết, ngươi nói xem ta có tính là phá lệ hay không? Nghe tới đây, Cá Nhiếp lập tức tóm lấy tay của Mộc Dung kéo cô ra sau. Lúc này có một đám ám khí bay tới, Cá Nhiếp rút kiếm ra đón đỡ, rồi ném đám ám khí kia ngược lại nơi tiền sát thủ, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Cá Nhiếp tiến tới nơi tiền sát thủ bị hạ, phát hiện trên cổ hắn có logo công ty hình giống một con nhện. Cá Nhiếp nói với Đoan Mộc Dung, nanh vuốt của Tần Quốc đã vươn tới Thái Hồ rồi. Lúc này Thiên Minh cũng đã trở về. Cá Nhiếp phát hiện trên lưng Thiên Minh còn có một cái lông chim. Thấy nó, Đoan Mộc Dung nói, điểu vũ phu của Bạch Phượng Hoàng. Cá Nhiếp nói tiếp, nếu đã nhìn thấy điểu vũ phu, vậy chắc chắn điệp sĩ điểu ở gần đây. Lúc này có một con chim bay qua, nó chính là điệp sĩ điểu. Cá Nhiếp lập tức ném điệp vũ phu giết chết nó. Dưới chân con chim có một thứ gì đó. Thiên Minh nói, mấy ngày nay con chim này vẫn luôn luôn ở quanh sân, ta từng thấy nó rất nhiều lần.
Nghe vậy, Cá Nhiếp nói với Đoan Mộc Dung, chúng ta lập tức rời khỏi đây. Trên đường rời đi, Cá Nhiếp giải thích, loài chim này tên là điệp xí điểu, nhãn lực còn sắc bén hơn cả chim ưng, lúc bay không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chuyên được huấn luyện để theo dõi. Điệp vũ phù chính là thứ để điệp xí điểu xác định mục tiêu đi theo. Thiên Minh thắc mắc hỏi Cá Nhiếp, nếu Y Trang đã là địa bàn của Mạc Gia, chúng ta mai phục ở đó, đợi những người xấu tới vì sao lại phải chạy? Cá Nhiếp giải thích, bốn phía Y Trang là nước, vốn là nơi cực kỳ bí mật, người bình thường không thể tiếp cận. Nếu kẻ địch đã có thể tìm thấy nơi này, có thể thấy chúng đã có chuẩn bị đầy đủ, tình hình rất bất lợi cho ta. Cá Nhiếp phát hiện rất nhiều điệp sĩ điều nữa đang theo dõi hành tung của mình, lập tức tăng tốc rồi dừng lại. Cá Nhiếp đi một vòng quanh xe ngựa, phát hiện dưới xe ngựa còn có một chiếc lông của Bạch Phượng Hoàng. Ngay sau khi tháo nó ra, họ tiếp tục lên đường. Lúc này con quái điểu khổng lồ đã xuất hiện, nó đuổi theo rồi vùng vuốt sắc tấn công xe ngựa. Nhưng nhờ tài đánh vóc lạng lách, Cá Nhiếp đã hất được con điểu xa. Con quái điểu liền bay lên trên chặn đầu, lao tới ném lồng vũ làm ám khí. Cá Nhiếp đã giơ kiếm đón đỡ rồi tiếp tục bỏ trốn. Nhưng con quái điểu này đã tóm lấy hai con ngựa kéo chúng lên trên không. Thấy vậy, Cá Nhiếp lập tức rút kiếm chém đứt dây cương giải cứu mọi người. Nhưng xe ngựa theo quán tính lao thẳng xuống vực. Cá Nhiếp và Thiên Minh đã dùng sức cố gắng kéo nó lên. Rất may xe ngựa rơi xuống vực, nhưng hai người Đoan Mộc Dung, Nguyệt Nhi đã thoát khỏi nguy hiểm nhờ khinh công của Cá Nhiếp. Sau đó Thiên Minh lại phát hiện ra một con điểu xí rực nữa. Thiên Minh thắc mắc, không hiểu sao chúng vẫn tìm được nơi đây. Cá Nhiếp nói, bởi vì chỗ chúng ta vẫn còn điểu vũ phù. Lúc này Nguyệt Nhi tiến tới rồi nói, nó ở đây. Cá Nhiếp thấy vậy thắc mắc nói, ta thực sự không hiểu tại vì sao. Nguyệt Nhi nói tiếp, chắc thúc không quên Yên Đan chứ. Nghe vậy Cá Nhiếp nói, ta hiểu rồi, con là hậu nhân của Yên Đan. Nguyệt Nhi nói tiếp, thực ra cha ta là thái tử của nước Yên phương Bắc, mẹ ta là thái tử phi cao quý xinh đẹp, còn ta thì là viên ngọc trên tay bọn họ, Cao Nguyệt công chúa. Nước Yên vào mùa đông là nơi đẹp nhất trên đời này. Những ngày đông giá buốt, bầu trời sẽ đổ tuyết suốt cả một tháng, biến mọi thứ xung quanh thành một vùng đất màu trắng. Những ngọn núi phía xa hay là trong cung điện đều phủ một màu trắng xóa. Vào ngày cuối cùng khi mà hòa tuyết rơi xuống, đó sẽ là đại lễ lớn nhất của nước Yên. Ngay trong ngày đại lễ đó, người Lức Tấn đã tấn công nước Yên, họ mặc áo giáp màu đen. Nguyệt Nhi nói tiếp, nếu không phải tại bọn họ, cha ta sẽ vẫn là vị vua tối cao của nước Yên, còn ta cũng sẽ mãi là người mà người yêu thương nhất. Hôm đó Nguyệt Nhi đã đi theo cha mình tới một nơi, nhìn thấy đó là Cá Nhiếp. Chỉ một kiếm, Cá Nhiếp đã giết chết vua của nước Yên. Nghe tới đây, Cá Nhiếp nói, nếu còn muốn ta chết, đáng ra ban đầu không cần cứu ta làm gì. Thực ra ta đã nói rồi, tính mạng của ta do Mạc Gia cứu. Nếu Mạc Gia muốn ta chết, chỉ cần nói một tiếng là được. Ngay lúc này, Nguyệt Nhi phát hiện có rất nhiều rắn, chúng bò tới từ khắp mọi nơi. Từ sau có một kẻ xuất hiện, cô ta chính là Xích Luyện. Ngay khi Thiên Minh nhìn vào mắt ả ta, đã dính vào ảo cảnh. Rất may, Cá Nhiếp đã tới giải nguy. Đó là hỏa mi thuật, thứ đã giúp Xích Luyện nổi danh. Thủ thuật thôi miên đặc biệt này vô cùng âm hiểm quỷ dị, muốn phòng cũng khó. Là võ công bí truyền của đoàn sát thủ nước Hán, Thiên Minh võ công còn kém, khó mà chống lại hỏa mi thuật. Cá Nhiếp định rút kiếm ra tấn công, nhưng cơ thể không động đậy được. Hóa ra Cá Nhiếp đã trúng một loại thuốc độc, chỉ cần vận công, cả cơ thể sẽ cảm thấy như là có hàng vạn hàng trăm lưỡi dao cắn xé thịt da kinh mạch, sẽ cảm thấy như ở bên trong động băng, lạnh ngắt, đồng thời sẽ lại như đang ở trong lò lửa, bị ngọn lửa đốt tới cháy cả da thịt. Đáng sợ hơn, loại độc này sẽ không ngừng lan ra trong cơ thể, mà người hạ độc Cá Nhiếp lại chính là Nguyệt Nhi. Thấy vậy, Đoan Mộc Dung liền nói với Nguyệt Nhi, chuyện này không phải xấu như muội nghĩ đâu. Xích Luyện ở phía ngoài cười và nói, người mệnh danh là kiếm thánh, sợ lại cả đời không thể dùng kiếm, đúng là một trò cười mà. Cá Nhiếp nghe vậy nói, là vệ trang phái cô tới tìm ta phải không? Xích Luyện cười nói, ngày ấy đã nhung nhớ Cá Nhiếp tiên sinh rất lâu rồi, vẫn luôn luôn rất muốn gặp người. Nhưng khổ nỗi Cá Nhiếp tiên sinh lại luôn luôn tránh mặt, lần này may nhờ có sự sắp xếp của công chúa điện hạ mới giúp ta có cơ hội hiếm có này. Lúc này Xích Luyện vùng roi sắt tấn công Nguyệt Nhi, Đoan Mộc Dung lập tức lao tới đón đỡ. Cô dùng ám khí phi về phía Xích Luyện rồi tiếp cận tấn công, tung một quyền đẩy lùi Xích Luyện. Không dừng lại, cô lùi ra ném ám khí nhưng đã bị Xích Luyện hất ngược về phía Nguyệt Nhi. Đúng lúc này Thiên Minh đã lao tới, giơ cơ thể đón đỡ cho Nguyệt Nhi sau đó ngất đi. Xích Luyện nhân cơ hội dùng roi sắt bắt được Nguyệt Nhi rồi tung một cước đánh bay Đoan Mộc Dung, kéo Nguyệt Nhi vào gần.
bắt được cô, Sư Luyện nói: "Gì mà Mặc Gia, công chúa nước Yến, kiếm khách hàng đầu nước Tần chứ, đám người các ngươi còn không chịu nổi một đòn." Sau đó Sư Luyện tiến tới nhìn vào mắt của Nguyệt Nhi, trực tiếp thôi miên cô. Tất cả mọi người ở đấy đều không ai có thể giúp được Nguyệt Nhi cả. Sư Luyện ra lệnh, Nguyệt Nhi giết chết Cá Nhiếp. Vì bị thôi miên, Nguyệt Nhi đã tiến tới, hạ lệnh cho Đoàn Mộc Dung phải giết chết Cá Nhiếp. Đoàn Mộc Dung nghe vậy rút ám khí ra và nói với Cá Nhiếp: "Bằng mọi giá cũng phải bảo vệ công chúa, đó là sứ mệnh của ta. Bất luận là tính mạng của ngươi hay là của ta, chỉ cần có thể bảo vệ công chúa ta đều sẽ làm cả." Ở tập trước, Cá Nhiếp và Thiên Minh đang lâm vào hiểm cảnh, Nguyệt Nhi thì bị thôi miên, hạ lệnh cho Đoàn Mộc Dung hạ sát Cá Nhiếp. Sang tới nội dung của tập này, từ thiên không bất chợt xuất hiện ra một cái hộp gỗ, rơi thẳng xuống nơi mọi người đang đứng. Chiếc hộp lập tức biến hóa trở thành một con robot, đó là một con nhện sắt bốn chân. Hai tay của nó xuất hiện hai thanh kiếm xoay tròn như là những cánh quạt, trường tiêm giết chết tất cả bầy rắn của Xích Luyện. Không dừng lại, từ vách núi có một con chim khổng lồ bằng gỗ xuất hiện, đứng trên đó là Ban lão đầu. Ông hét lớn: "Mau nhảy lên đây!" Thấy vậy, Cá Nhiếp lập tức kéo Đoan Mộc Dung và Thiên Minh nhảy thẳng lên trên thân của con chim, nhưng còn Nguyệt Nhi thì vẫn ở bên đó. Con nhện sắt bốn chân kia đã bắt đầu tiến tới gần Nguyệt Nhi. Thấy vậy, Ban lão đầu điều khiển con chim máy liền tới gần, Nguyệt Nhi cũng nhảy lên. Đoan Mộc Dung sờ tay đón lấy Nguyệt Nhi, nhưng từ xa Xích Luyện đã bắn một viên đá đẩy tay của Mộc Dung ra, không thể tóm lấy tay của Nguyệt Nhi. Vào lúc Nguyệt Nhi rơi xuống vực thẳm, Thiên Minh bỗng nhiên cảm nhận được sự yếu đuối của mình. Cậu chỉ có thể bất lực làm một kẻ đứng nhìn, lại không thể làm được gì, không thể thay đổi bất cứ thứ gì. Khoảng khắc này, suy nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ trong đáy lòng cậu đang trào dâng cuồn cuộn như biển lớn điên cuồng. "Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ", trong lòng của cậu phẫn nộ lập lời thề. Khi Nguyệt Nhi đang rơi xuống, từ thiên không Bàn lão đầu đã điều khiển con chim máy lao tới. Cá Nhiếp nhân cơ hội tóm lấy tay của Nguyệt Nhi, nhưng vì thù hận giết cha, Nguyệt Nhi không đồng ý mình được cứu bởi Cá Nhiếp. Lúc này trên người của Cá Nhiếp còn độc tây thi, không còn sức lực để giữ Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi thì vùng vẫy khỏi tay Cá Nhiếp, cuối cùng đã lựa chọn buông tay Cá Nhiếp rơi xuống vực sâu. Thấy Nguyệt Nhi như vậy, Thiên Minh lập tức nhảy xuống theo. Sau bao cố gắng, Thiên Minh đã bắt được Nguyệt Nhi. Rất nhanh, Bàn lão đầu đã điều khiển con chim máy một lần nữa, đỡ được hai người Thiên Minh và Nguyệt Nhi thoát khỏi hiểm cảnh. Chúng ta quay lại với đỉnh núi, Vệ Trang đã tới đây. Xích Luyện tiến tới và nói: "Con chim gỗ kỳ lạ vừa nãy là sao? Phá rối mọi thứ, phá hỏng xà trận của ta." Vệ Trang giải thích: "Đó là cơ quan thú, uy lực rất lớn, có thể địch lại một đội quân trăm người, coi như là binh khí lợi hại của Mặc Gia." Xích Luyện nghe vậy nói: "Nó là binh khí của Mặc Gia, vậy tại sao nó lại tấn công Đoan Mộc Dung và Cái Nhiếp?" Vệ Trang nói tiếp: "Cái này cô phải cảm ơn một người. Cô có nhớ bài ca dao lưu truyền trước đó không? Cơ quan mật gia, gỗ đá bình thường, thanh đồng mở miệng, phải hỏi công thâu. Người cô phải cảm ơn chính là người này. Nếu không, đối diện với cơ quan thú, người bị công phá không chỉ là xả trận của cô đâu." Tường Sang Cao Nguyệt công chúa đã chết, Xích Luyện liền nói: "Cô ta đã chết, huyết mạch cuối cùng của vương tộc Yến Quốc kết thúc tại đây." Vệ Trang nghe vậy nói: "Những chuyện này mà thế gian này phải quên đi quá nhiều, có rất nhiều người còn không nhớ Yến Quốc, sao lại quan tâm một công chúa Yến Quốc chứ? Bản thân cô không phải là một ví dụ tốt nhất hay sao?" Nghe vậy, Xích Luyện nói: "Có lẽ đây mới là điều ta mong." Vệ Trang nói tiếp: "Đáng tiếc không phải tất cả mọi chuyện đều dễ dàng bị quên đi. Lúc nãy ở trên cơ quan thú, Nguyệt Nhi đã tỉnh lại. Cô cực kỳ căm tức Cá Nhiếp vì đã giết chết cha của mình. Nhưng lúc nãy Nguyệt Nhi nhớ tới gì đó, dường như người giết cha mình là một thân ảnh khác." Lúc nãy Đoan Mộc Dung liền giải thích: "Hóa ra Vệ Trang mới là hung thủ thực sự đã giết chết phụ thân." Nguyệt Nhi nói: "Nhưng ta tận mắt thấy, việc này sao có thể?" Đoan Mộc Dung giải thích: "Hỏa mỹ thuật của Xích Luyến sẽ tạo ra ảo ảnh trong đầu, khiến muội sinh ra ký ức sai lầm." Nguyệt Nhi lúc này nhớ lại việc cũ, khi đang ngồi sắc thuốc, dưới chân liền xuất hiện một con hỏa diễm Xích Luyện vương xà hiếm thấy. Trên đảo chưa bao giờ thấy loại rắn này. Vì tò mò, Nguyệt Nhi đã đuổi theo và phát hiện ra Xích Luyện. Xích Luyện đã sử dụng hỏa mỹ thuật để thôi miên Nguyệt Nhi. Trở lại hiện thực, vì hỏa mỹ thuật quá mạnh, Đoan Mộc Dung đã điểm huyệt cho Nguyệt Nhi ngất đi. Bởi nếu không nghỉ ngơi, cơ thể và tinh thần đều chịu rất nhiều giày vò, vô cùng yếu ớt. Sau một thời gian tĩnh dưỡng, Nguyệt Nhi đã tỉnh lại. Trên tay của cô là chiếc ngọc bội mẫu thân để lại. Cá Nhiếp thấy vậy liền giải thích: "Ta từng đến chỗ các người sống để tìm, mọi người nói với ta các người đã rời đi, cũng không ai biết các người đi đâu, nhưng ta có thể nhìn ra. Cha ngươi, ông ấy vô cùng yêu thương mẹ con hai người. Chính bản thân ông ta cũng nói mình vô trách nhiệm."
Cá Nhiếp nói với Nguyệt Nhi, phụ thân con từng nói phải để con sống ngày tháng vui vẻ, nhưng do kế hoạch ám sát Tần Vương thất bại, đây là một kế hoạch rất quan trọng. Từ khoảnh khắc kế hoạch này được nung nấu, đã định sẵn sẽ thay đổi số phận của rất nhiều người. Đoan Mộc Dung lúc này kể lại, kế hoạch này có liên quan tới việc Mặc Gia cúng tế mỗi năm, có liên quan tới tất cả chúng ta. Đó là vào 12 năm trước, cũng chính là năm Muội ra đời. Lúc đó Tần Quốc vẫn chưa thống nhất thiên hạ, nhưng Doanh Chính đã tiêu diệt Hàn Quốc, Ngụy Quốc. Tần Quốc đang tấn công Sở Quốc. Vào cái thời đại chiến tranh khắp nơi đó, khắp nơi lầm than vì sự xâm lược của Tần Quốc, nhân dân Sở Quốc nằm cạnh Tần Quốc mỗi ngày đều sống trong dầu sôi lửa bỏng. Người của Sở Quốc cuối cùng không nhịn được, đã phất cờ lên phản kháng, nhưng trời không theo ý người, cuối cùng vẫn không địch lại thiết kỵ của Tần Quốc. Tần tướng Vương Tiễn dẫn quân đại loạn quân Sở, tướng lĩnh Hạng Yến của Sở Quốc cuối cùng vì thất bại mà tự sát. Vào mùa đông năm đó, tuyết rơi vô cùng lớn, gió rét nổi lên, dường như có thể nghe thấy tiếng khóc của Nam Nhi ở Sở Quốc trong gió. Lúc đó quân Tần cũng đã công phá Triệu Quốc, cách Yến Quốc chỉ còn một con sông Dịch Thủy. Phụ thân của Nguyệt Nhi thân là Thái tử Yến Quốc, quốc vương tương lai. Ông ấy rất rõ, móng vuốt của Danh Chính sớm muộn gì sẽ chĩa đến Yến Quốc. Ông ta không thể để chuyện như thế xảy ra tại đây, cũng không muốn Nguyệt Nhi trở thành đứa trẻ mất cha. Cho nên ông ấy đã chuẩn bị một kế hoạch, vì Yến Quốc cũng vì tất cả những người sắp bị Tần Quốc uy hiếp. Ông ấy quyết định phái thích khách giết chết bạo quân Tần Vương Doanh Chính. Mặc Gia vốn luôn luôn ghét ỷ mạnh hiếp yếu, chính là trợ thủ đắc lực của Thái tử. Kế hoạch này chuẩn bị đã tròn 3 năm, cuối cùng mới chờ được cơ hội. Nhưng hiện giờ Tần Quốc đã thống nhất thiên hạ, Yến Quốc, Sở Quốc cũng bị tiêu diệt, Doanh Chính vẫn sống yên ổn, kế hoạch này đã thất bại. Mặc dù thất bại nhưng Mặc Gia không hề từ bỏ. Về sau Doanh Chính biết được đó là kế hoạch do phụ thân Nguyệt Nhi, Thái tử Điện Hạ nước Yến bày ra. Hắn phái đại quân công đánh Yến Quốc rồi đem phụ thân Nguyệt Nhi giết chết. Đối với sự báo thù của Tần Quốc, Yến Vương lúc đó đổ hết trách nhiệm lên đầu ông. Yến Vương hạ lệnh bắt giữ Thái tử, định mang Thái tử và vợ con giao cho Doanh Chính. Vì trốn tránh truy nã, liên tiếp mấy năm ông ấy mang người nhà trốn đông trốn tây. Ông cảm thấy để người nhà đi theo chịu khổ, cho nên nhất định là phải làm một số chuyện để thay đổi tất cả. Ông ta đã đến gặp Cá Nhiếp, truyền lời rằng mình có lỗi với gia đình. Biết được sự thực, Nguyệt Nhi đã khóc không ngừng. Về phía Cá Nhiếp, lúc này Dung cô nương đã tiến tới, đưa thuốc giải của độc Tây Thi ra. Tuy độc này lợi hại, nhưng chỉ cần có thuốc giải thì biến mất cũng rất nhanh. Lúc này, ban lão đầu mới bắt đầu nhắc tới chuyện con nhện sắt bốn chân do ông ta thả ra, với mục đích tấn công Xích Luyện, nhưng lúc đó lại mất khống chế, không tấn công theo kế hoạch. Đây là chuyện trước này chưa từng có, suýt nữa làm hại người mình. Chỉ có người của công thầu gia tộc mới không bị nó tấn công. Đoan Mộc Dung và ban lão đầu biết được Xích Luyện chính là truyền nhân của công thầu gia tộc. Công thầu gia tộc đã tranh đấu với Mặc Gia hơn 300 năm, Tần Quốc sẽ không bỏ qua điểm này. Cá Nhiếp giải thích, từ khi Mặc phái tổ sư sáng lập Mặc Gia, nhờ vào cơ quan thuật tinh xảo vô địch, Mặc Gia luôn luôn là cây đại thụ trong các môn phái. 400 năm nay, tinh thần Mặc Môn không phát dương quang đại, đệ tử Mặc Gia trải đầy 7 nước, cùng Nho Gia, Pháp Gia, Đạo Gia, Binh Gia xưng là ngũ đại môn phái. Quỷ Cốc của Cá Nhiếp là môn phái nhỏ, mấy trăm năm nay đều là nhất mạch đơn chuyến, số đệ tử rất ít. Thế nhưng tuy rằng Quỷ Cốc phái ít người, nhưng truyền nhân mỗi đời đều là nhân vật kinh thiên động địa. Công thâu gia tộc là họ kép, cũng dùng tinh thông cơ quan thuật mà nổi danh. 300 năm nay vẫn luôn luôn tranh đấu với Mặc Gia. Cơ quan thuật của Mặc Gia luôn lấy phi công khiêm ái làm tông chỉ, phản đối chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Mà cơ quan thuật của công thâu gia mỗi khi tham gia vào là cũng đồng nghĩa với chiến tranh. Lúc này từ xa, một con chim ưng bay tới cơ quan bay của ban lão đầu, tấn công ông ta rồi bỏ đi. Một chiếc lông của nó rơi xuống, ban lão đầu lập tức choáng váng và ngã xuống, cánh tay đã không cử động được. Đoan Mộc Dung phát hiện ban lão đầu đã trúng độc, lập tức lấy kim ra châm cứu, tốc độ phát tác của độc này cực kỳ nhanh. Đoan Mộc Dung đã dùng ngâm châm, tạm thời là khống chế. Lúc này con chim ưng lại quay lại tấn công, vuốt của nó có kịch độc. Cá Nhiếp liền dùng ám khí tiêu diệt con ưng đó, nhưng từ phía sau một bầy chim lại xuất hiện, bên cạnh còn có một con phượng hoàng màu trắng, trên chim có người, kẻ tới là người xếp thứ nhất của tứ đại cao thủ cấm vệ quân Hàn Quốc, Bạch Phượng Hoàng. Trời sinh hắn dị bẩm, có năng lực khống chế và chỉ huy loài chim, được gọi là Bách Điểu Chi Vương. Hơn nữa sùng mạo tuấn tú, thích mặc bạch y, đây cũng là lý do hắn có tên Bạch Phượng Hoàng. Ngoài ra khinh không còn chắc tuyệt, có thể mượn sự giúp đỡ của loài chim bay lượn không trung, là thủ họa đắc lực của vệ trang, công lực cao hơn so với Vô Song Quỷ và Thương Lang Vương.
Đám chim đã bay tới, Cá Nhiếp vận lực chém xa những luồng kiếm khí, nhưng chúng quá đông không thể nhìn thấy phương hướng. Lúc này, chim gỗ của Bàn Lão Đầu đã được kích hoạt chế độ tăng tốc, lao ra phía ngoài vòng vây. Ở tập trước, Bàn Lão Đầu đã bị trúng độc bởi Bạch Phượng Hoàng, kẻ đứng đầu trong 4 thủ hạ của Vệ Trang, có biệt hiệu Bách Điểu Chi Vương. Cả nhóm đang bị một bầy chim bao vây, Nguyệt Nhi đang điều khiển con chim gỗ tăng hết tốc lực vượt khỏi vòng vây của bầy chim. Tốc độ của chim gỗ rất nhanh, nhưng đám chim của Bạch Phượng Hoàng tốc độ cũng không hề kém. Nguyệt Nhi điều khiển chim gỗ bay vào vách núi hiểm trở. Lúc này, bầy chim đã tách ra làm hai, chặn đầu con chim gỗ. Cơ quan điều khiển lúc này còn bị kẹt, không thể điều khiển. Rất may, Thiên Minh đã tiến tới hạ cánh con chim gỗ xuống một vùng sương mù, cắt đuôi được bầy chim. Bàn Lão Đầu cũng đã cử động được cánh tay, độc tính trên cơ thể ông ta đã hoàn toàn biến mất. Bạch Phượng Hoàng cũng đã đuổi kịp, Bàn Lão Đầu đã khỏi trúng độc, trở lại lái con chim gỗ. Bàn Lão đánh võng lạng lách đủ kiểu, rồi lao vào một hầm ngục. Ở đây có một cánh cửa, sau khi Bàn Lão bay qua, cánh cửa lập tức khép lại, cắt đuôi Bạch Phượng Hoàng. Hắn ta không còn cách nào đành rời khỏi nơi đây. Ở phía xa, Bạch Phượng Hoàng đã truyền tin tức về cho Vệ Trang, đã tìm ra vị trí của thành cơ quan, nhưng Mặc Gia sớm bị nghiêm ngặt, vậy nên không thể nào tùy tiện tấn công. Về phía Cái Nhiếp, đã tiến vào phía trong thành cơ quan, xung quanh tối đen như mực, mắt thường không thể nhìn thấy rõ. Sau một hồi di chuyển, phía trên phát hiện ra ánh sáng, có âm thanh phát lên, yêu cầu khẩu lệnh. Bàn Lão Đầu lập tức đọc khẩu lệnh. Ôm thiên hạ, yêu chúng sinh, dầu sôi lửa bỏng cũng không từ. Lão Phung là ta, Dung Cô Nương và Nguyệt Nhi, còn có hai vị khách của thủ lĩnh nữa. Nghe vậy lúc này, cổng cường nỗ đã được mở ra, xung quanh xuất hiện những tia sáng giống vì sao trời. Đó là phòng tuyến đầu tiên của cơ quan thành Mặc Gia, cường nỗ tiến trận. Nếu như có kẻ địch xâm nhập hoặc không trả lời được khẩu lệnh, cường nỗ tiến trận sẽ được khởi động. Mấy châm trăng đó chính là vô số mũi tên cực kỳ sắc bén. Sau một hồi bay lượn, họ đã tới đường thành cơ quan, là cơ quan bí mật nhất của Mặc Gia, cũng là nơi ẩn mình an toàn nhất. Chúng ta chuyển sang cảnh khác, lúc này Doanh Chính, vua Tần Thủy Hoàng đã biết tới thành cơ quan. Ông ta cực kỳ tức giận, vì trên lãnh thổ của mình lại có một nơi pháp luật của hắn ta không quản được. Tên Lý Từ giải thích, thành cơ quan của Mặc Gia nằm sâu trong núi, nơi đó địa hình đặc biệt, mấy trăm dặm xung quanh đều là vách vực sâu hút. Cho dù có là con người tay không đi vào cũng khó, chứ đừng nói đến binh sĩ và quân đội mặc giáp sắt. Bên dưới là thác nước chảy xiết vô cùng, trong nước có vô số đá ngấm, thuyền đi vào thường xuyên vỡ thuyền mà người cũng bỏ mạng. Đặc biệt hơn nữa, nơi đó còn có sương mù rất khó lường, thời tiết lúc nắng lúc mưa, đi lại trong núi, lạc trong sương mù sẽ rất dễ mất phương hướng. Quay lại với nhóm của Cá Nhiếp, họ đã bay vào được cơ quan thành, chim gỗ được hạ cánh ở một nơi giữa sông. Vào tới đây, tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái vì đã được an toàn. Về phía Tần Thủy Hoàng, Lý Tư tiếp tục giải thích, Mặc Gia được sáng lập từ 400 năm trước, đã luôn tinh thông cơ quan thuật. Nghe nói thành cơ quan này địa hình hiểm trở, vô cùng khuất nẻo, hơn nữa thiết kế tinh tế. Cơ quan phức tạp là do đệ tử Mặc Gia nhiều năm tích lũy, mất tới cả trăm năm mới xây dựng thành công. Nghe vậy, Doanh Chính biết được, Mặc Gia sớm đã bắt đầu tu sửa cơ quan này từ trước khi Đại Tần thống nhất thiên hạ. Lý Tư giải thích tiếp, mục đích của bọn họ theo lời của phần tử trước kia thì chiến hỏa nhiều năm rồi sẽ có ngày hủy diệt thiên hạ. Tòa thành này là nơi để con người trốn tránh chiến tranh, tận hưởng cuộc sống an lạc, mảnh đất bình yên cuối cùng, trại tị nạn của Mặc Gia trong truyền thuyết. Về phía Cái Nhiếp, họ đã đi tới nơi tị nạn, có tên Mặc Quy Trí. Quy là tiêu chuẩn, mặc như là tâm linh, không có tiêu chuẩn, trái tim sẽ trở nên méo mó. Mọi người làm việc đều sẽ mất đi phương hướng, đây chính là nguồn gốc của Mặc Quy Trí. Thiên Minh sớm đã nghe qua truyền thuyết ở đây rồi, trên đường, ở Y Trang, nghe mọi người Lương Thúc, Phạm Bá nói chuyện, rồi từ trong cuộc nói chuyện của Nguyệt Nhi và Bàn Lão Đầu, thỉnh thoảng cũng sẽ nhắc đến cái tên thành cơ quan Mặc Gia. Mỗi lần nhắc tới nơi này, trên mặt bọn họ đều có một biểu cảm kính nể. Thiếu Vũ từng nói, nếu thiên hạ này còn nơi nào đó không phải chịu sự bạo ngược của nước Tần, vậy thì chính là nơi này, mảnh đất an bình cuối cùng của nhân gian. Ở phía Doanh Chính, hắn ta không cho phép bất cứ thành cơ quan nào xuất hiện trên đất của mình. Hắn hạ lệnh cho Lý Tứ phải tìm được vị trí thành cơ quan, lên kế hoạch tiêu diệt nó. Chúng ta quay lại với cứ điểm Mặc Gia. Lúc này từ trên cao, một cái thuyền Vân Đĩnh đã rơi xuống. Có người trên đó xuống đón đám người Cá Nhiếp, đó là Đạo Trích. Hắn ta rất thích Đoàn Mộc Dung. Đạo Trích lập tức dùng phép dịch chuyển tức thời tiến tới gần Mộc Dung. Hắn xí sớn lao vào tán tỉnh tặng hoa. Theo như đánh giá của Cá Nhiếp, thuật dịch chuyển tức thời của Đạo Trích rất nhanh, tốc độ không tầm thường.
Ban lão đầu tiến tới giới thiệu Cá Nhiếp cho Đạo Trích. Còn Đạo Trích chính là thần trộm đạo trích nổi danh thiên hạ trong truyền thuyết, cho dù là trộm cũng phải là trộm hàng đầu thiên hạ. Nghe tới tên Cá Nhiếp, Đạo Trích liền chắp tay ngưỡng mộ. Lúc này mọi người đã lên chiến thuyền tiến tới thiên đường nhân gian. Về phía Vệ Trang và Xích Luyện, chúng đã tới cửa của cơ quan mật gia. Truyền thuyết có nói cả tòa thành này dựa vào núi, địa hình hiểm yếu, trong thành có rất nhiều cơ quan cạm bẫy, rất nhiều cơ quan một khi khởi động sẽ hoạt động liên hoàn, bất luận là cạm bẫy nào cũng đủ để dồn người ta vào chỗ chết. Người bình thường đi vào, nếu không có đệ tử Mặc Gia dẫn lối, chỉ e là khó đi nửa bước. Thế nhưng Vệ Trang nói rằng, truyền thuyết si cho cùng cũng chỉ là truyền thuyết, nếu như cơ quan thành đáng sợ như vậy, sao Mặc Gia phải giấu nó ở trong núi, sợ bị người ta tìm thấy. Về phía Cá Nhiếp đã lên tới đỉnh, ở đây có một con đường, nếu đi sai sẽ không toàn thây mà ra. Ban lão đầu ném một khúc gỗ tới, cơ quan mật lập tức xuất hiện, những mũi tên dính đầy dầu hỏa, chạm nhẹ là cháy, sức lửa còn mạnh hơn gấp 10 lần bình thường. Ban lão đầu giải thích, phải chú ý con đường dưới chân đi, nó được ghép từ từng ô vuông một, hai viên gạch cạnh nhau, chỉ có một viên là an toàn, viên còn lại có cơ quan, chỉ được đi trên những viên gạch có hình mặt trời, tuyệt đối không được dẫm vào viên gạch hình mặt trăng. Đệ tử Mặc Gia được huấn luyện kỹ càng, không bao giờ mắc bẫy, sơ cơ quan này để đối phó với những vị khách không được hoan nghênh, ví dụ như Tần Vương Doanh Chính hay là thủ hạ của chúng. Quay lại với Tần Vương Doanh Chính, tên Lý Tử tiếp tục giải thích, thành cơ quan thiết kế tinh xảo, vững như bản thạch, muốn phá được phòng thủ nhất định phải có một người tinh thông thuật cơ quan. Lý Tử nhắc tới 300 năm trước, để nước Sở hủy bỏ kế hoạch tấn công Triều Tông, trận chiến đấu kinh thiên động địa đó có một gia tộc họ Công là đối thủ của Mạc Gia, sở trường của bọn họ là bá đạo cơ quan thuật. Ở phía bên này, mọi người đã tới trước trung tâm của thành. Ở đây có rất nhiều thác nước, trên mỗi thác nước đều có các cơ quan mật đang dao động theo sức nước. Một cây cầu xuất hiện, mọi người đi theo trên đó tiến tới thánh địa. Ở phía ngoài, có người của Lý Tư tới tiếp kiến Vệ Trang, truyền tin gia tộc Công Thú đã dục dịch, mong Vệ Trang chuẩn bị. Ở tập trước, nhóm Cá Nhiếp Thiên Minh đã tiến tới cửa quan Mặc Gia, họ đi qua cây cầu, phía dưới cây cầu có rất nhiều bánh xe, mấy cái bánh xe bên dưới là trái tim của cả thành cơ quan, khi chúng xoay, thành cơ quan sẽ có một nguồn năng lượng vô tận. Khi đi qua cây cầu, có một nhóm người của thành cơ quan ra tiếp đón, đó là Từ Phu Tử. Người mà Từ Phu Tử đích thân ra tiếp đón chính là Cá Nhiếp. Lúc này thanh kiếm uyên hồng trên tay Cá Nhiếp bắt đầu rung chuyển, rồi bay tới tay của Từ Phu Tử. Ông ta cầm thanh kiếm gõ nhẹ một cái, thanh kiếm bắt đầu phát ra âm thanh của sắt thép. Cá Nhiếp tiến tới chào hỏi, Từ Phu Tử chính là người được mệnh danh tôn giả của kiếm. Tất cả bảo kiếm do ông ta chế tạo ra đều là thần khí mà người luyện kiếm đều mơ ước. Cá Nhiếp tiến tới thắc mắc, không biết người đã chế tạo ra uyên hồng này là ai. Sau một hồi đã biết được, người chế ra nó chính là mẫu thân của Từ Phu Tử. Chẳng trách khi nhìn thấy thanh uyên hồng, ông lại như sắp khóc như vậy. Uyên hồng là tác phẩm cuối cùng trong đời của bà. Tuy là trên đường vẫn đem theo thanh kiếm, cũng đã từng dùng kiếm, nhưng Thiên Minh trước giờ chưa từng nghĩ, hóa ra trong lòng vài người, kiếm lại là một thứ tượng trưng thần thánh như vậy. Bọn họ có thể dung hợp tất cả tâm tình của mình vào trong kiếm, cũng có thể đặt cả ước mơ và tháng năm vào trong thanh kiếm dài ba tấc kia. Thiên Minh từng nghe Cá Nhiếp nói, ông được mệnh danh là kiếm thánh, nhưng mỗi lần cậu hỏi, ông ấy đều chỉ im lặng phủ nhận. Thế nhưng Thiên Minh ngày càng cảm nhận rõ, Cá Nhiếp chính là một người như vậy, một người giao cả sinh mệnh cho thanh kiếm. Lúc này, từ lời nói của Từ Phu Tử, mọi người biết được trong thành còn có một thanh kiếm nữa, có tên Thủy Hàn. Thanh kiếm này, kiếm tính tương khắc với thanh uyên hồng, từ chọn nguyên liệu đến chế tạo đều khác nhau. Hai thanh kiếm này định sẵn sẽ là như nước với lửa. Thủy Hàn xếp thứ 7 trong danh sách kiếm, tuy là thấp hơn uyên hồng tới 5 hạng, nhưng danh kiếm nằm trong top 10 đều có đặc biệt của nó. Xếp hạng không đại diện cho mức độ sức mạnh. Người sở hữu thanh kiếm Thủy Hàn có tên Tiểu Cao. Cả nhóm đã bước qua cánh cửa thiên cân, tiến vào bên trong thành cơ quan. Trong thành cơ quan, vách núi hiểm trở, lúc nãy một túp người đang hò hét, tập trung ở một nơi. Đạo Trích chặn một tên để hỏi tin tức. Hóa ra có một thiếu niên mới tới, trời sinh thần lực, đã chiến thắng rất nhiều các huynh đệ, đến ngay cả thiết đầu thủ lĩnh cũng phải ra mặt muốn thử so tài. Biết được đại thiết trì chuẩn bị so tài, mọi người đều thắc mắc ai có thể dụ hắn ra tay đây, lập tức tìm tới để quan sát. Nơi đây rất đông thanh niên đang tụ tập, phía dưới sàn đấu xuất hiện là Thiếu Vũ, Phạm Sư Phụ và Lương Thúc, hóa ra họ chính là người được đồn đại. Lúc này đại thiết trì của Mặc Gia cũng đã ra mặt đối đầu với Thiếu Vũ.
Từ bên trong có 12 người đang khiêng một cái đỉnh. Nếu tính sức lực, nó phải đạt 500 cân trở lên. Nhìn mọi người đều rất nhọc sức. Đại Thiết Trùy tiến tới, dùng sức một mình nhấc bổng cái đỉnh nặng tới hơn 500 cân lên, khiến mọi người ai cũng hò hét vì sức mạnh của cậu ta. Thiết Trùy ném chiếc đỉnh tới trước mặt Thiếu Vũ. Thiếu Vũ đi vòng quanh Thiết Trùy, cuối cùng là ôm một chân của chiếc đỉnh, lập tức nhấc nó lên, hất lên trên thiên không. Chiếc đỉnh bay lên như là một chiếc hộp gỗ. Rồi Thiếu Vũ tiến tới đón đỡ chiếc đỉnh, nhấc bổng nó lên, khiến mọi người ai nấy đều phải thán phục hò ra vỗ tay. Lúc này Thiết Trùy mới nói rõ, theo như cách tính của nước Yến, cái đỉnh này nặng tới 1250 cân. Mai tới năm 18 tuổi Thiết Trùy mới nâng được nó lên, mà Thiếu Vũ với 14 tuổi đã nâng được. Thiết Trùy nói, người đã chiến thắng. Lúc này mọi người đang gieo hò thì bất chợt có một viên đá ném vào đầu của Thiếu Vũ. Sau một hồi, mọi người đã tóm được Thiên Minh. Thấy Thiên Minh, Thiếu Vũ chỉ biết cười trừ. Thiên Minh bị lôi xuống lôi đài, biết được cả hai đã quen nhau từ trước, nhưng vì Thiên Minh quá ngổ ngáo, Đại Thiết Trùy muốn dạy dỗ cho cậu ta một bài học, nhưng đòn công của Đại Thiết Trùy lại liên tục không thể đánh trúng được Thiên Minh, khiến hắn ta tức giận, lập tức xuất ra Lôi Thần Quyền, tạo ra một lốc xoáy vô cùng đáng sợ trong không trung, khiến mọi người ở bên trong không thể thoát ra, càng lún càng sâu. Lúc này Thiên Minh đang bị hút vào, khi tới gần Đại Thiết Trùy thì lập tức biến mất, nhưng sau đó Thiên Minh vẫn bị Đại Thiết Trùy tóm được. Mọi người thấy vậy thì gieo hò. Ngay lúc đang vui vẻ, có một giọng nói vang lên, Thiết đại ca, huynh hãy thả cậu bé đó ra, người tới là tuyết nữ của Mạc Gia. Trên tay cô cầm một thanh sáo tiến tới đấu trường. Khi được thả, Thiên Minh lập tức trốn phía sau tuyết nữ, không ngừng trêu chọc Đại Thiết Trùy. Tuyết nữ lúc này cũng không vừa, lập tức dọa Thiên Minh không được nghịch ngợm. Sau khi giải nguy cho Thiên Minh, tuyết nữ rời đi. Đi bên cạnh còn có một thân ảnh nữa. Cá Nhiếp cảm nhận được một luồng sát khí rất mạnh. Chúng ta đến với thiên không. Bạch Phượng Hoàng đang cưỡi chim tiến tới căn cứ Mạc Gia. Đi cùng còn có một tên sát thủ, hắn tên Tốc Lưu Xá Ẩn Bức. Sau khi tới cơ quan Mạc Gia, Ẩn Bức liền thả người nhảy xuống phía dưới, tiến tới cơ quan Mạc Gia. Quay lại với Thiên Minh và Cá Nhiếp, Cá Nhiếp nói rằng sẽ ở đây một thời gian dài vì có một số chuyện phải giải quyết. Chúng ta đến với Thiên Cung, Nguyệt Thần đang bẩm báo với vua Doanh Chính, đứa trẻ nguy hại đến tồn vong của đế quốc cô đã tìm ra. Ở tập trước, Tuyết Nữ đã xuất hiện giải nguy cho Thiên Minh khỏi tay Đại Thiết Trùy. Ở phía ngoài, tên sát thủ Doanh Chính đưa tới, Tốc Lưu Xa Ẩn Bức đã xuất hiện trên đỉnh núi của thành cơ quan. Sang tới tập 15 và 16, mở đầu là hình ảnh Đạo Chính và Đại Thiết Trùy đang đi tuần. Vì nay bọn họ có phát hiện hậu sơn có động tĩnh, nhưng thành cơ quan 50 dặm đầy những bẫy phòng ngự, cả vạn người cũng chưa chắc có khả năng tiến tới. Họ gặp được bàn lão đấu, ông giải thích, lần này anh hùng khắp nơi đều tụ tập tại thành Mạc Gia, chuyện vô cùng quan trọng. Tất cả những thế lực các nước phản kháng nước Tấn đều có liên quan. Nước Tấn có rất nhiều tai mắt ở khắp nơi, không thể không biết gì. Lần truy sát trước, may cả nhóm của ban lão đầu nhanh chóng trốn vào thành cơ quan. Tên Bạch Phượng Hoàng đã biết nơi này nguy hiểm nên không dám tiến vào, nhưng hắn cũng đã biết được nơi mọi người trốn, nhất định sẽ còn quay lại điều tra. Nghe thế, Đại Thiết Trùy lập tức đi kiểm tra. Quay lại với vệ trang và xích luyện, cơ quan thú bốn chân của bàn lão đầu đang bị xích luyện lấy ra nghiên cứu. Vệ trang còn đưa ra một chiếc hộp, phía trên có bút tích của gia tộc công thú. Vệ trang ném cho xích luyện lập tức khởi động. Từ chiếc hộp nó biến thành một con xích luyện vương giá. Gia tộc công thú quả không hổ là gia tộc cơ quan thuật trăm năm, có thể thấy bản lĩnh của chúng không thua khác gì là Mặc Gia. Cơ quan thú bốn chân và xích luyện vương đã chuẩn bị quyết chiến với nhau. Quay lại với Hoàng Cung, Nguyệt Thần đang giải thích với Doanh Chính. Tuy trong Bách Gia Lục Quốc có rất nhiều môn phái đều sẽ tụ tập ở Mạc Gia, thế nhưng bên dưới lốc xoáy mà cô đang làm phép lại không ngừng dao động. Điều đó có nghĩa vẫn có người không thích Mạc Gia. Chúng ta quay lại với vệ trang, hai cơ quan thú chuẩn bị lao vào nhau. Con nhện bốn chân vùng cánh quạt chém bay vương xà. Vương xà ném đá về phía nhện bốn chân, rồi lao tới. Sau một hồi giao chiến, con vương xà đã bị cắt thành nhiều mảnh, nhưng lúc này nó đã tự phục hồi, vây lấy con nhện bốn chân, phá nát cơ quan của nó thành từng mảnh, kết thúc cuộc chiến tại đây. Về phía Đại Thiết Trùy đang trên đường đi tuần, đi cùng là hai thủ vệ Mạc Gia. Lúc này có một luồng gió lay động, nhóm ba người lập tức ngửi thấy mùi máu tanh, phát hiện một thân ảnh, họ lập tức đuổi theo. Thiết Trùy vùng cây búa ném về phía trước, nhưng lúc này hắn phát hiện âm thanh này có gì đó không đúng. Tiến tới thì phát hiện chỉ là một con khỉ đã bị Thiết Trùy giết chết.
Thiết Trì phát hiện ở đây mùi máu tanh rất nồng. Từ trên trời những giọt máu đã rơi xuống. Ba người ngẩng lên quan sát thì phát hiện phía trên có rất nhiều xác người đã bị treo trên đó. Từ trên cây, một thân ảnh đang đứng trên một cành cây, hắn ta treo ngược cơ thể như là những con rơi vậy. Về phía ban lão đầu vẫn đang đợi Đại Thiết Trì đi tuần trở về. Ông có giải thích với Đoàn Mộc Dung, họ đi 2 canh giờ rồi, đến giờ vẫn chưa về, e là có kẻ địch. Về phía Thiết Trì, sau khi tiến tới đã phát hiện ra Tốc Lưu Sa ẩn bức, chuẩn bị hạ lệnh tấn công. Chuyển sang cảnh khác, Cá Nhiếp và Thiên Minh đang ngồi tâm sự. Mặc dù Đoàn Mộc Dung đã trị khỏi cho Cá Nhiếp, nhưng nội thương vẫn là cần phải tự mình vận công khôi phục. Thiên Minh rất muốn mình được mạnh như Cá Nhiếp. Quay lại với Đại Thiết Trì, ba người đã lao tới tấn công Tốc Lưu Sa ẩn bức. Cây búa trên tay Thiết Trì lao tới, nhưng khi va chạm lại biến thành những con rơi. Ẩn bức liên tục tăng tốc chọn mục tiêu là một người đi cùng Thiết Trì lao tới, né đi cây chùy giết chết hắn chỉ trong vòng 1 giây. Ở phía thành cơ quan, mọi người đã phát hiện nơi đây bị tấn công, liên tục có người đi tuần. Đám người Phạm Sư Phụ cũng đã đi bàn về tình hình, Cá Nhiếp cũng vậy. Quay lại với Thiết Trí, đang cố gắng bảo vệ người thủ vệ còn lại, trực tiếp đối đầu với Tốc Lưu Sa ẩn bức. Vung Trí đánh lui ẩn bức rồi nhảy lên, xuất lôi lực vung búa tấn công. Nhưng ẩn bức rất nhanh lại tiếp tục né tránh, có thể nói đêm trăng tròn chính là thế giới của hắn. Về phía Thiên Minh, Thiếu Vũ đang giải thích, người luôn chỉ sát bọn họ là tộc tụ tán Lưu Sa. Sau khi Hàn Quốc diệt vong, vệ trang đã tụ tập hết những ác nhân hung tàn nhất trên đời, hợp thành một nhóm thích khách, chỉ cần có người ra giá đủ cao, người nào bọn họ cũng giết hết. Hơn nữa một khi đã ra tay, trước giờ chưa một ai thoát được, chúng cũng là kẻ địch của Mặc Gia. Người đứng đầu Mặc Gia trước đó cũng đã bị vệ trang ám sát. Trước đây nhóm người Cá Nhiếp, Mộc Dung mấy lần là thoát khỏi độc thủ của Lưu Sa, bọn chúng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vô Song Quỷ và Thương Lang Vương ở trong tổ chức không được xem là đáng sợ mấy. Người giết nhiều người nhất ở trong số đó chính là Xích Luyện, còn Bạch Phượng, thủ đoạn của hắn lại càng thâm sâu khó lường, có thể nói hắn đã đủ để so sánh với vệ trang. Xích Luyện, Bạch Phượng, Vô Song Quỷ, Thương Lang Vương đều đã từng lộ diện. Trừ 4 người này, dưới trướng vệ trang có một nhóm bộ đội hắc ám nữa, xưng là Nghịch Lưu Sa, chuyên phụ trách một vài tuyệt chiêu với tốc độ cao, những nhiệm vụ ám sát bí mật cực độ, là sức mạnh đáng sợ nhất trong tập đoàn sát thủ. Tốc Lưu Sa ẩn bức, 10 năm nay hắn ta vẫn luôn luôn ẩn cư ở Nam Cương, tu hành bức huyết thuật. Đây là một thuật giết người quỷ dị bí truyền nhiều năm ở Nam Cương. Mỗi lần giết một người thì sẽ uống cạn máu của người đó, công lực sẽ nâng cao một phần. Nếu một ngày không uống máu thì sẽ già đi một phần. Ẩn bức không có bạn bè, mục đích của ông ta chỉ là giết người. Lúc này Thiết Trì muốn cản đường cho thủ vệ về báo cáo tình hình, nhưng khi đang rời đi, thủ vệ lại gặp một tên, đó chính là Nghịch Lưu Sa, Hắc Ngọc Kỳ Lân. Hắn ta rất nhanh đã giết chết thủ vệ của thành Mặc Gia một cách nhanh chóng. Ở tập trước, Tốc Lưu Sa ẩn bức đã tiến tới cơ quan thành, quyết chiến với đám Thiết Trí. Đêm trăng tròn là thời điểm mà ẩn bức thích nhất, ẩn Lưu Sa, Hắc Ngọc Kỳ Lân cũng đã ra tay. Sang tới tập này, Thiên Minh và Thiếu Vũ đang trêu đùa nhau, họ đã tới một cây cầu, nhưng ánh lửa cũng đã lập tức bốc cháy. Vì tò mò, cả hai định tiến tới, Nguyệt Nhi thế vậy thì cản hai người lại. Nguyệt Nhi giải thích, con đường này dẫn đến cánh cửa cấm địa của Mặc Gia, đệ tử Mặc Gia chưa được cho phép, tuyệt đối không được tự ý lại gần cánh cửa đó. Mặc Gia chủ trương phản đối chiến tranh, phản đối tử hình, vậy nên đối với những đệ tử Mặc Gia phạm sai lầm, đều sẽ bị phán bước qua cánh cửa đó. Bên trong cấm địa đầy những cạm bẫy và bài kiểm tra chết chóc, nếu có năng lực thoát ra được ngoài thì có thể miễn trừng phạt. Thế nhưng trước giờ chưa từng có ai có thể sống sót ra khỏi cánh cửa đó. Thế nhưng Thiên Minh, Thiếu Vũ đều không sợ, lập tức lựa chọn tiến tới, nhưng chưa kịp đi đã bị Từ Phụ Tử cản lại. Về phía ban lão đầu và Đoàn Mộc Dung đang chờ tin tức từ Thiết Trì, lúc này đạo chính chạy tới thông báo Đại Thiết Trì gặp phải kẻ địch mạnh, hai huynh đệ được dẫn theo đã hy sinh mất một, người còn lại quay trở về báo tin tức cũng bị thương không nhẹ. Trong số thích khách mà Nghịch Lưu Sa phải tới lần này có tên ẩn bức, tên quái vật đó trước đây vẫn hoạt động ở Nam Cương, lần này vệ trang điều hắn tới đây đủ để thấy đã hạ quyết tâm. Võ công của ẩn bức vô cùng thâm độc đáng sợ, lôi thần trí cổ đại Thiết Trí lại là một loại võ công vô cùng bá đạo, có tới 2 tầng chiêu thức. Tầng thứ nhất là gió, mỗi khi phát động trong vòng 1 trượng sẽ xảy ra bão lớn, kẻ địch ở trong phạm vi này sẽ như rơi vào giữa lốc xoáy không thể cử động.
Ở phía trên đỉnh núi, vệ trang Xích Luyện và Bạch Phượng đang đứng quan sát. Tốc độ của ẩn bước cực kỳ nhanh, né tránh thiết chùy một cách dễ dàng. Lúc này, đại thiết chùy xuất xa tầng thứ hai của lôi thần chùy. Chùy lớn sẽ mang theo sức mạnh lôi thần, nếu chạm phải sẽ lập tức nghiền nát kẻ địch, là một chùy pháp giết chết người đáng sợ. Thiết chùy lập tức lao tới, bổ thẳng xuống nơi ẩn bước đứng. Mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng trong địa hình rừng rậm căn bản không thể triển khai. Đối với ẩn bước mà nói, thì đây lại là chiến trường hoàn hảo nhất. Nếu đấu tay đôi sẽ không ai có thể đỡ được một chùy uy lực của lôi thần chùy. Quay lại với Thiên Minh và Thiếu Vũ, Từ Phu Tử giải thích bên dưới đó đang nhốt một con rồng vô cùng đáng sợ, nó đã sống tới 200 năm. Nói tới đây, từ cánh cổng một tiếng gầm đình tài nhức óc xuất hiện. Thấy vậy, Từ Phu Tử liền đuổi đám Thiên Minh về phòng, còn ông đã biết Bạch Hổ đã ra tay. Quay lại với cuộc chiến trong súng, ẩn bức đã xuất ra bức huyết thuật tấn công đại thiết chùy. Mặc dù rất mạnh nhưng địa thế không thuận lợi, thiết chùy suýt nữa thì đi chầu ông bà. Rất may có người đã tới vung kiếm giải nguy cho thiết chùy, đó là người sở hữu Thanh Thủy Hàn Kiếm, Mặc Xa Cao Tiêm Ly. Đại thiết chùy đã bị thương không nhẹ, lúc này Cao Tiêm Ly xuất lực, cả khu rừng đều được đóng băng toàn bộ, nhiệt độ giảm xuống cực điểm. Đây chính là sức mạnh của Cao Tiêm Ly. Ẩn bức thấy vậy lập tức ra tay lao tới quyết chiến. Một kiếm của Cao Tiêm Ly chém ngang qua mặt ẩn bức, đánh lùi hắn ra xa. Cây cối đóng băng tạo thành một sàn đấu lợi thế cho Cao Tiêm Ly. Ẩn bức liên tục tăng tốc tấn công liên tục, nhưng vẫn không phải đối thủ của Cao Tiêm Ly. Hắn đã bị thương, lập tức bỏ trốn, tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng lúc này từ đằng xa có tiếng sáo của tuyết nữ vang vọng, đó là Bạch Tuyết Nhạc Khúc, khiến ẩn bức choáng váng không thể bỏ trốn, chỉ có thể gào thét trong vô vọng. Tuyết từ trên thiên không rơi xuống, ẩn bức đã hoàn toàn thất bại. Tuyết nữ tiến tới, biết được đại thiết chùy đã bị thương, do không chịu nổi uy lực của Bạch Tuyết Nhạc Khúc. Về phía ẩn bức đã trúng thủy hàn kiếm, âm khí đã tiến vào trong huyết mạch, cộng thêm Bạch Tuyết Nhạc Khúc cho dù không chết thì cũng bị thương không nhẹ. Họ đưa thiết chùy về cho Đoan Mộc Dung trị thương. Ở phía trong khô súng, thiết kỵ binh của Doanh Chính đã tới đây, nhưng trong súng cơ quan bố trí đầy cạm bẫy, đám binh sĩ đánh trực diện không khác gì tự mình đi vào chỗ chết, nhưng chúng không có lựa chọn, vẫn phải tiếp tục tiến lên dò đường, ai lùi bước đều sẽ bị chém đầu. Ở phía trong thành cơ quan, hai người đang đi tuần nhưng bất chợt bị một sát thủ tới giết chết. Hắn ta đã cải trang thành thủ vệ của thành cơ quan. Còn phía sâu trong rừng, đám binh sĩ liên tục bị các cơ quan bẫy xào giết chết. Một con cơ quan thú của Mặc Xa trấn thủ tại đây, Bạch Hổ, nó đã lao tới về phía vệ trang. Ở trên cơ quan thú có hai người Mặc Xa đang điều khiển. Thấy con cơ quan thú này mạnh, vệ trang lập tức rút kiếm. Nhưng khi cơ quan thú tấn công, lại bị một cái đuôi khổng lồ đánh lui. Nó lại là một cơ quan thú khác của Đoan Công Mộc Xa, một con Xích Luyện Vương xà khổng lồ. Người tới còn có cả trưởng môn thuật cơ quan Công Thú Cừu. Ở trong thành cơ quan, mọi người đã biết trong rừng có một cơ quan rắn khổng lồ, biết được gia tộc Công Thú cũng đã gia nhập. Trưởng môn của chúng Công Thú Cừu, ông ta rất có thiên phú về mặt thuật cơ quan, so với các trưởng môn đời trước phải nói là mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí còn có lời đồn nói mức độ tinh thông thuật cơ quan của ông ta đã gần bằng với tổ sư gia của gia tộc Công Thú. Thuật cơ quan của gia tộc Công Thú so với Mặc Xa chủ trương không tấn công, Công Thú Cừu khổ tâm nghiên cứu, nâng cao những bộ phận tiến công sát thương của cơ quan lên đến cực điểm. Đây chính là cái gọi là thuật cơ quan bá đạo. Đối với việc tổ sư gia từng thua Mặc Xa trong trận quyết đấu, Công Thú Cừu vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng. Lần này gia tộc Công Thú đã đứng về phe Doanh Chính, ông ta đã xuống núi. Chuyển sang cảnh khác, Cá Nhiếp đã gặp được Cao Tiêm Ly. Khi đi qua, Cao Tiêm Ly đã rút thanh kiếm của Cá Nhiếp chỉ về phía Cá Nhiếp, hóa ra hai người đã từng quen biết nhau. Cao Tiêm Ly nghi ngờ Cá Nhiếp được Doanh Chính phái tới. Lúc này bàn lão đầu xuất hiện giải thích, Cá Nhiếp là khách thủ lĩnh mời tới, không được ai vô lễ. Nghe vậy, Cao Tiêm Ly ném thanh kiếm về bao kiếm trên tay của Cá Nhiếp. Cá Nhiếp cũng không nói gì, lập tức xoay người rời đi. Ngay lúc này, ở trong đám chiến sĩ của thành cơ quan, một kẻ trà trộn vào ở đây. Cao Tiêm Ly lập tức phát hiện ra sát khí, quay lại với cuộc chiến trong rừng. Con thú cơ quan của Mặc Xa là một trong số tứ đại linh thú hộ trấn môn của Mặc Xa, Bạch Hổ. Ở đây, Công Thú Cừu cũng đã xuất hiện, hắn ta đang điều khiển cơ quan thú rắn khổng lồ. Mục đích của hắn chính là đánh bại Mặc Xa bằng cơ quan thú, nhưng muốn thắng được, hắn cần có tấm bản đồ cơ quan ẩn nấp của thành cơ quan, mà nó lại đang nằm trong tay của bàn lão đầu. Vì lẽ đó, chúng đã phái một sát thủ tới, mục đích chính là tấm bản đồ này. Quay lại với thành cơ quan, ban lão đầu đang cầm bản đồ các cơ quan ẩn nấp của thành cơ quan tiến tới nơi bí mật của thành Mặc Xa. Nhưng đang đi, ban lão đầu đã bị một sát thủ đánh bất tỉnh, cướp đi tấm bản đồ thành cơ quan trên tay và cả chìa khóa tiến vào bên trong. Kẻ tới không ai khác chính là Ngọc Kỳ Lân, một sát thủ do chính vệ trang phái tới.
Mở đầu của phim là hình ảnh Thiên Minh đã gặp được Tuyết Nữ và Cao Tiên Ly. Sau khi biết được Cao Tiên Ly chính là người mà Từ Phu Tử nhắc tới trước đó, người sở hữu thanh kiếm đứng thứ 7 trong top 10 danh kiếm Thủy Hàn Kiếm, Thiên Minh thắc mắc không biết Cao Tiên Ly và Cá Nhiếp có thù oán gì. Cao Tiên Ly nói rằng cha người sẽ không thích người ở gần tên Cá Nhiếp như vậy đâu. Thấy Cao Tiên Ly biết được cha của mình, Thiên Minh lập tức dò hỏi. Cao Tiên Ly giải thích cha ngươi là người mà ta kính trọng nhất. Thiên Minh liền tiến tới hỏi cha mình đang ở đâu. Nhưng nói tới đây, cả Cao Tiêm Ly và Tuyết Nữ đều không biết trả lời thế nào, vì cha của Thiên Minh đã chết. Ông ấy chính là đại ca của Cao Tiêm Ly và Tuyết Nữ. Ngay lúc này có người tới báo cáo tình hình khẩn cấp. Đoan Mộc thủ lĩnh thông báo mời Tuyết Nữ và Cao Tiêm Ly qua đó gặp mặt. Khi hai người đi tới, biết được bàn lão đầu đã bị sát thủ đánh lén, trọng thương nghiêm trọng nhưng không gây ảnh hưởng tới tính mạng. Đoan Mộc Dung đang trị thương. Mọi người không ngờ thành cơ quan lại có kẻ địch trà trộn vào được. Mộc Dung giải thích vẫn có một huynh đệ tuần tra hôm nay cũng đã mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Ban lão đầu bị đánh ở mật thất thành cơ quan, ông ta đang định vào mật thất thì bị theo dõi và đánh lén. Cao Tiêm Ly biết được mật thất cơ quan là nơi cất giữ bản đồ thiết kế thành cơ quan. Lúc này ở bên trong thành cơ quan, tên sát thủ đã bắt đầu khởi động cơ quan, tiến vào mật thất. Ở cách đó không xa, Thiếu Vũ đang ngồi chờ Thiên Minh. Lúc này Thiên Minh và Nguyệt Nhi đi tới. Ngay khi họ tới, bất chợt cánh cửa tiến vào luyện kiếm trì trước mặt lại được mở ra. Phía trong là một cơ quan mở thất, còn có rất nhiều kiếm xung quanh. Phía dưới là dung nham nóng chảy, là người luyện võ nơi này đã khiến Thiếu Vũ mở mang tầm mắt. Ở phía dưới cũng có rất nhiều kiếm, đa số những thanh kiếm này vẫn chưa được hoàn thành, còn có vài thanh chế tạo hỏng. Tổ sư Mặc Gia từ xa xưa là những thợ rèn tài năng hiếm có trên đời. Từ xa thì lại là thế gia rèn kiếm ưu tú nhất của Mặc Môn, liên tục trăm năm không ngừng nghiên cứu thuật rèn kiếm. Rất nhiều bảo kiếm danh chiến thiên hạ đều xuất phát ra từ tay của Từ Gia. Đoan Mộc Dung đã từng nói cha mẹ Từ Phu Tử đều là những bậc thầy luyện kiếm vô cùng lợi hại. Thanh Uyên Hồng của Cá Nhiếp chính là từ tay mẹ Từ Phu Tử chế tạo mà ra. Cha của Từ Phu Tử cũng đã chế ra được một thanh kiếm huyền thoại có tên là Xa Xí, chính là thanh kiếm của vệ trang đang sử dụng. Hai thanh kiếm cha mẹ Từ Phu Tử chế tạo ra lại trở thành hai thanh kiếm đối nghịch nhau. Thiếu Vũ tiếp tục giải thích, một thanh kiếm tốt phải dựa vào lửa trong lò, nguyên liệu, chất nước, tay nghề rèn kiếm, thậm chí còn liên quan đến cả thời tiết. Ngoài độ sắc bén của kiếm ra, còn phải thông qua âm thanh của nó khi va chạm, ánh sáng thân kiếm để phán đoán trong quá trình rèn nó có đi vào trạng thái tốt nhất hay chưa. Thiếu bất cứ điều kiện nào, thứ luyện ra sau cùng sẽ chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi, chứ không phải là danh kiếm có thể lọt vào kiếm phổ. Kiếm phổ đứng thứ 6 có tên Tuyết Tễ. Trong đạo gia, nó là tín vật của trưởng môn nhiều đời. Từ khi bọn họ chia ra lập môn phái thì được các phái chia nhau thờ cúng. Xếp thứ 3 là thanh Thái A, hiện giờ đang là thanh kiếm tùy tùng của cao thủ Nho gia Phục Niệm. Mỗi một thanh kiếm đều có những câu chuyện rất dài. Thủy Hàn Kiếm của Cao Tiêm Ly xếp thứ 7 trong kiếm phổ. Uyên Hồng của Cá Nhiếp xếp thứ 2. Đứng đầu là thanh kiếm đến từ nước Sở, tên là Thiên Vấn, nhưng chưa ai được nhìn thấy nó cả. Thiên Minh lúc này lại nhớ tới điều gì đó, có cảm giác như mình đã từng gặp thanh Thiên Vấn này ở đâu đó. Thiên Minh có khẳng định thanh Thiên Vấn đang ở Hàn Dương Cung. Nghe vậy, Thiếu Vũ giật mình, vì cậu cũng biết được thanh Thiên Vấn đang ở Hàn Dương Cung, nhưng không rõ tại sao Thiên Minh lại biết. Thiên Minh lúc này lại không rõ Hàm Dương Cung là ở đâu. Lúc này đầu của Thiên Minh bắt đầu đau nhức. Thiếu Vũ giải thích Hàm Dương Cung chính là cung điện của Doanh Chính. Ở phía ngoài, Công Thú Kiều đã cầm trên tay tấm bản đồ thiết kế thành cơ quan. Từ bản đồ, hắn thấy thiết kế phòng ngự của thành cơ quan được móc xích chặt chẽ, vô cùng tinh diệu. Người ngoài muốn lẻn vào còn khó hơn cả lên trời. Nhưng ông ta không hiểu, rốt cuộc tại sao vệ trang có thể lấy được tấm bản đồ. Thực ra vệ trang có một thủ hạ, trên đời này e là không phòng ngự nào hắn không lẻn vào được. Về phía Thiên Minh, lúc này đã bất tỉnh. Nguyệt Nhi phát hiện cơ thể Thiên Minh đã trúng một loại bùa chú nào đó. Hơn nữa, nó đã ở bên trong cơ thể rất lâu rồi. Một khi phát tác, con người sẽ rơi vào hôn mê hoặc là mất khống chế. Nguyệt Nhi nhớ lại Dung Tỷ Tỷ đã từng dạy sử dụng chân khí khắc chế độc tính phát tác ở trong cơ thể, nhưng trước giờ Nguyệt Nhi chưa từng dùng bao giờ. Lần này Nguyệt Nhi muốn thử. Lúc này chân khí đã xuất hiện, Nguyệt Nhi bắt đầu khắc chế độc tính cho Thiên Minh. Quay lại với Công Thú Cừu vào vệ trang, có được tấm bản đồ này không những chúng có thể vào thành cơ quan mà còn có thể tìm ra được nhược điểm chí mạng của các thành cơ quan. Lúc này Xích Luyện lấy ra một chiếc bình nhỏ, đó là Trậm Vũ Thiên Giá, bên trong có chứa độc tố kinh khủng. Xích Luyện giải thích, chỉ cần chiếc bình này có thể chinh phục cả thành cơ quan. Vệ trang hạ lệnh cho Bạch Phượng đem bình Trậm Vũ Thiên Giá này tới đưa cho Ngọc Kỳ Lân.
Quay trở lại với Nguyệt Nhi, lúc này Nguyệt Nhi đang sử dụng chân khí, đã sắp kiệt sức. Rất nhanh Đoan Mộc Dung và Từ Phu Tử đã tới. Mộc Dung lập tức hỗ trợ Nguyệt Nhi, cuối cùng họ cũng đã thành công áp chế độc tính trong người Thiên Minh. Mộc Dung giải thích, độc tố trên người Thiên Minh có lớn, mặc dù đã phát hiện từ lâu, nhưng với công lực của mình hiện tại cũng không thể nào hóa giải được. Lúc này Thiên Minh đã tỉnh dậy. Từ Phu Tử quát lớn, ba tên nhóc này, ai cho các ngươi tự ý xông vào luyện kiếm trì của ta? Thiên Minh phát hiện ở giữa hồ có một thanh kiếm. Từ Phu Tử nói, nó chưa hoàn thành, nhưng nó sẽ là một thanh kiếm ủy chấn thiên hạ. Nó có tên Tàn Hồng, một thanh kiếm khắc hình sống. Quay lại với Cao Tiêm Ly, lúc này Tuyết Lữ thắc mắc, không biết tại sao kẻ địch có thể trào trộn vào thành cơ quan. Về phía sát thủ Ngọc Kỳ Lân, hắn đã nhận được bình chậm vũ thiên xạ của Xích Luyện. Ở phía bên trong, Tuyết Nữ giải thích, kẻ địch đã có được bản đồ thiết kế thành cơ quan, rất nhanh sẽ phát động tấn công, cần phải chuẩn bị kỹ càng. Họ bắt đầu lên kế hoạch, tăng cường người tuần tra, đề phòng kẻ địch thừa cơ phá hoại. Hồ nước ở chính giữa thành là vị trí cốt lõi, đích thân Cao Tiêm Ly sẽ canh chừng. Lát sau, một thân ảnh của Đoàn Mộc Súng chính là tiền sát thủ Ngọc Kỳ Lân hóa trang thành. Hắn đến gặp Cao Tiêm Ly và giải thích, tình hình ban lão đầu không tốt cho lắm. Ông ấy là người am hiểu cơ cấu thành cơ quan nhất, cũng là mục tiêu tấn công kẻ địch. Đoàn Mộc Súng yêu cầu Cao Tiêm Ly bảo vệ ông ta. Nghe vậy, Cao Tiêm Ly cũng không nghi ngờ, lập tức rời đi. Nhưng đang đi được một nửa đường, lại gặp Đoàn Mộc Súng, biết được mình đã trúng kế. Quay lại với hồ nước, Từ Phu Tử lúc này đã tiến tới, thì thấy rất nhiều người của thành cơ quan bị sát hại. Phía trong hồ nước, một hình bóng giống cá nhiếp xuất hiện, thấy Từ Phu Tử, hắn lập tức rút kiếm đâm xuyên ngực của Từ Phu Tử. Sau một thời gian, người của thành cơ quan đã tới phòng cá nhiếp bao vây, người tới chính là Cao Tiêm Ly. Ở phía ngoài, tên công thú Kiều giải thích, hồ nước chính là mấu chốt để công phá cả thành cơ quan. Bên trong thành cơ quan Mặc Gia, cơ quan trùng trùng liên kết, móc xích chặt chẽ, mà thứ để tạo ra động lực chính là nước. Nước ở bên trong thành cơ quan không đủ là không có, không đủ là thiếu. Nước có thể coi như là mệnh mạch của cả thành cơ quan, sử dụng nước làm động lực cho cả thành, đó là điểm thông minh nhất của Mặc Gia. Xích Luyện thông báo, tên sát thủ Hắc Kỳ Lân đã khống chế được thủy mạch ở trong thành cơ quan. Hắc Kỳ Lân, một sát thủ đêm khuya máu lạnh, đoạt mạng vô hình, thiên biến vạn hóa. Mặc Ngọc Kỳ Lân chính là sát thủ hàng đầu trong nghịch lưu xa nước Hàn. Trên đời này không có nơi nào là hắn không vào được, cũng không có người nào là hắn có thể không tiếp cận. Bất cứ ai cũng có thể an toàn rút lui khi mà hắn đã muốn giết. Quay lại với cá nhiếp, Cao Tiêm Ly rút kiếm ra hét lớn, ta đoán không sai, ngươi chính là chó săn của doanh chính. Cá nhiếp lúc này vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao. Cao Tiêm Ly liền giải thích, hồ nước ở trung ương, Từ Phu Tử đã nhìn thấy gian kế của ngươi, rồi Cao Tiêm Ly lao tới tấn công cá nhiếp. Hắc Ngọc Kỳ Lân đã thành công gây ra hỗn loạn trong nội bộ Mặc Gia, điểm đáng sợ nhất của hắn chính là đây. Mặc dù Uyên Hồng xếp thứ 2, Thủy Hàn Kiếm chỉ xếp thứ 7, nhưng cá nhiếp còn đang trọng thương, chưa hoàn toàn khôi phục. Mở đầu là hình ảnh Cao Tiêm Ly đang tấn công vệ trang, băng khí của Thủy Hàn Kiếm xuất ra, khiến mọi người xung quanh đều phải lùi bước, cả căn phòng đã đóng băng hoàn toàn. Ngay lúc Dịch Thủy Hàn chuẩn bị lao tới, thì Đoan Mộc Dung đã cản lại, cô giải thích, ban lão đầu đã nói, cái nhiếp là khách mà thủ lĩnh mời tới, bất cứ ai cũng không được vô lễ. Cao Tiêm Ly tức giận giải thích, trước đây có người tin hắn, giao cả tính mạng của mình cho hắn. Kết quả thì sao, ban lão đầu cũng tin hắn, nhưng ngay ngày thứ hai sau khi hắn tới thành cơ quan, ông ấy đã bị người ta đánh lén trọng thương, giờ là Từ Phu Tử, sau này sẽ còn ai nữa đây? Thế nhưng Đoan Mộc Dung lại vẫn lựa chọn tin tưởng cá nhiếp. Mộc Dung giải thích, cá nhiếp bị tần vương cho kỵ binh truy sát, ta từng trị thương cho huynh ấy, cũng từng nghe qua vết thương, mỗi một vết thương đều có thể lấy mạng, không một ai có thể nói dối vào lúc sắp chết được. Không một tên tiểu nhân vô sỉ bán đứng bạn bè nào lại can đảm đến như vậy. Vì đã đó Mộc Dung tin cá nhiếp không phải là chó săn của tần vương doanh chính, người ám sát bàn lão đầu và Từ Phu Tử nhất định là người khác. Quay lại với vệ trang, tên công thú Cửu có giải thích, nay nội bộ của Mặc Gia đều đã nghi ngờ cá nhiếp, nhưng lại để bọn họ phát hiện ý đồ khống chế nguồn nước. Hiệu quả của tậm vũ thiên xạ tuy là kinh hồn, nhưng theo hắn ta được biết, Đoan Mộc Dung của Mặc Gia được mệnh danh là kính hồ y tiên, có thể giải bách độc. Quay lại với Mộc Dung, cô giải thích, mình đã đi kiểm tra hồ nước trung tâm, trong nước không hề có độc. Tuyết Nữ cũng đã tiến tới, khẳng định lời của Mộc Dung nói là đúng. Các ống nước, các điểm cấp nước, nguồn nước vẫn bình thường, không hề có độc. Kẻ địch hao tốn công sức như vậy, không thể chỉ vì đánh lén ban đại sư và Từ Phu Tử thôi. Gian kế của kẻ địch nhất định là muốn hại cá nhiếp, để nghi ngờ lẫn nhau, không đánh mà tự loạn. Cao Tiêm Ly không tin, hắn nghi cá nhiếp còn có đồng bọn âm thầm giúp đỡ. Đó nhất định là một người tinh thông dịch dung thuật.
Cao Tiêm Ly kể lại, lúc ở trong hồ nước có người cải trang thành Đoan Mộc Dung dụ dỗ mình rời khỏi hồ nước. Tuyết Nữ giải thích, mọi người còn nhớ hai thủ vệ đi theo Đại Thiết Trùy tuần tra lần trước, một người bị ẩn bước giết hại, người còn lại nhờ Đại Thiết Trùy yểm hộ nên mới trọng thương về được đây. Nhưng thi thể của hai người bọn họ đều đã được tìm thấy ở trong rừng, tên sát thủ đã hóa trang thành người bị thương để được đưa vào thành cơ quan. Lúc này vệ trang đã bị nhốt ở trong phòng, không ai được phép vào, kể cả Thiên Minh cũng vậy. Hai tên thủ vệ đẩy lùi Thiên Minh ra. Thiên Minh tức giận hét lớn, Cá Nhiếp Đại Thúc đã đắc tội với các ngươi ở chỗ nào, tại sao các ngươi đều hận ông ấy như vậy? Đại Thúc vừa vào thành cơ quan, ban đạo đầu liền sợ ông ấy gặp tên tiểu cao này. Suốt dọc đường rất nhiều người đều chỉ trỏ Đại Thúc, nhất là cô, người đàn bà xấu xa. Thiên Minh chỉ vào Đoan Mộc Dung, không phải cô vẫn luôn luôn rất ghét Đại Thúc sao? Trước đây ngoài cửa còn treo một tấm bảng gỗ, nói cái gì mà họ cái không cứu, dùng kiếm không cứu, không phải là nhắm vào Đại Thúc hay sao? Tuyết Nữ lúc này lập tức điểm huyệt Thiên Minh, rồi nhốt vào căn phòng bên cạnh. Huyệt tử sẽ tự khôi phục sau 2 canh giờ. Đoan Mộc Dung lấy ra Bách Thảo Đan, là linh dược thế gian, dùng nó rồi trong vòng 2 canh giờ có thể bách được bất xâm. Để đề phòng đêm nay có gì thay đổi, mỗi người sẽ được dự phòng một viên. Ở phía vệ trang, lúc này trời đã gần sáng, hắn hạ lệnh cho ẩn bước thống lĩnh bộ đội bên dưới vào vị trí, đợi trận vũ thiên xạ phát tác thì lập tức đánh vào trong thành. Khi trời rạng sáng, Đoan Mộc Dung phát hiện ra tại sao mình không phát hiện được gì trong nước, đó chính là độc chậm vũ thiên xá, đạo cả một thước, ma cả một trượng, Mặc Gia đang trải qua kiếp nạn lớn nhất trong 300 năm qua. Đoan Mộc Dung giải thích, chậm vũ thiên xá là loại độc đặc biệt nhất trên đời này, nó lợi dụng ánh sáng để kích hoạt độc tính, chất độc hòa vào trong nước, chỉ cần không gặp ánh sáng, dược tính sẽ không bao giờ phát tác, nhưng một khi xuất hiện dưới ánh sáng, tất cả nước đều sẽ biến thành kịch độc. Chậm vũ thiên giá chạy theo dòng nước, phân bố ra khắp thành, cho dù có cẩn thận đến đâu cũng khó lòng phát hiện, cho tới khi ánh mặt trời chiếu sáng, sẽ hóa thành khí độc, từ trong nước khuếch tán ra không trung. Thành trì có khó tấn công đến đâu, trước mặt chậm vũ thiên giá đều không chịu nổi một đòn. Thứ thuốc này phải luyện 3 năm, luyện liên tục 1000 đêm mới thành, giữa chừng không được gặp chút ánh sáng nào, nếu không sẽ không thành. Chậm vũ thiên dạ là đơn thuốc thần kỳ từ thời thượng cổ, còn được gọi là nắng vừa lên giết cả thành. Ở phía thành cơ quan, chiến sĩ thành cơ quan đã trúng độc rất nhiều, nằm la liệt khắp nơi. Lúc này Thiên Minh đã tỉnh lại, cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu khó chịu, mũi tự nhiên chảy máu, họng thì rát. Mọi người thành cơ quan đều trúng kịch độc. Ở phía Cái Nhiếp nghe được tiếng kêu cứu của Thiên Minh. Phía ngoài, Cao Ly bắt đầu phân bố công việc. Tuyết Nữ phụ trách hộ tống ban đại sứ, Từ Phu Tử, Đại Thiết Trí, những người bị thương tới mật thất. Đạo Trích phụ trách đưa hạng thị nước sở tập trung ở nơi an toàn. Đoan Mộc Dung có nhiệm vụ bảo vệ Nguyệt Nhi, bảo vệ an toàn cho Thiên Minh, nhưng Cao Lì vẫn không đồng ý thả Cá Nhiếp ra. Mọi người lúc này chia nhau ra hành động. Lúc này, Thiếu Vũ và Nguyệt Nhi đang đi. Nguyệt Nhi phát hiện trước mặt có độc khí, lập tức cản Thiếu Vũ lại. Tất cả lá cây đều khô héo cả, đủ để thấy khí độc mạnh cỡ nào. Ở khói độc có rất nhiều người. Thấy vậy, Nguyệt Nhi lấy ra một chiếc khăn u lan đã được tẩm bách thảo đan dứa có thể phòng độc tính trong thời gian ngắn, đưa cho Thiếu Vũ, rồi cả hai tiến tới cứu người. Nhưng chỉ được một lát, người mà Thiếu Vũ cứu đã chết. Lúc nãy cả hai nghe thấy tiếng kêu cứu của Thiên Minh. Thiên Minh lúc này đang tập ngồi thiền theo cách dạy của Cái Nhiếp. Ở phía hoàng cung, một tên tướng sĩ tới thông báo với vua Doanh Chính, vệ trang đang dẫn theo 900 quân đoàn áo giáp tăng tốc tiến vào thành cơ quan. Lúc này vệ trang đã hạ lệnh cho đám sát thủ và quân đoàn binh sĩ tiến tới thành cơ quan. Con rắn khổng lồ đã phá nát cánh cổng bằng thép, trực tiếp lao thẳng vào thành cơ quan. Về phía Thiếu Vũ, Nguyệt Nhi giải thích, muốn cứu Thiên Minh nhất định phải cẩn thận, đến khi khăn tay u lan hết sức lực, phải nín thở nếu không sẽ chết. Cả hai tiến thẳng vào tìm Thiên Minh, đi tới đâu cũng có xác người, đang đi họ phát hiện ra một hình bóng đang giết người. Thiếu Vũ lập tức kéo Nguyệt Nhi trốn vào một góc giả chết không được thở. Lúc này tên sát thủ Ngọc Kỳ Lân đã tới, hắn cải trang thành người của thành cơ quan, khi mà nhìn thấy hai người Nguyệt Nhi và Thiếu Vũ, lập tức giơ ra vào cổ Nguyệt Nhi. Mở đầu của phim là hình ảnh đám người vệ trang đã tới cửa của thành Mạc Sa. Phía trong khói độc, Hắc Ngọc Kỳ Lân đã tới gần Thiếu Vũ và Nguyệt Nhi. Hắn đứng nhìn một lúc, sau khi mà không thấy hơi thở của hai người nữa, mới an tâm rời đi. Lúc này Nguyệt Nhi và Thiên Minh đã tỉnh dậy. Nguyệt Nhi đã bị nhiễm độc, rất may Đoan Mộc Dung đã tới, lấy ra viên thuốc Bách Thảo Đan cho Nguyệt Nhi uống. Nhưng Bách Thảo Đan chỉ duy trì được một khoảng thời gian ngắn. Thiếu Vũ liền hỏi đám người Lương Thúc và Phạm Sư Phụ và cả người Sở Gia hiện giờ đang ra sao. Đoan Mộc Dung nói Đạo Trích đã sắp xếp đưa bọn họ tới nơi an toàn. Về phía Cá Nhiếp,
Thiên Minh đã trèo qua cửa sổ tới gặp Cá Nhiếp. Thiên Minh đã trở lại bình thường, cổ họng cũng đã không bị đau. Khí độc trong phòng ngày một nồng hơn, Cá Nhiếp biết được độc tính mà kẻ địch sử dụng rất mạnh, nhưng Thiên Minh lại dường như không bị ảnh hưởng. Cá Nhiếp biết được nhờ có âm dương phù mà Thiên Minh mang theo trên cổ đã giúp cậu không bị trúng độc. Thiên Minh sợ Cá Nhiếp trúng độc, muốn Cá Nhiếp trốn xa, nhưng thủ nạp thuật bí truyền của Quỷ Cốc phái có thể không bị loại độc này xâm lược. Vì lẽ đó Cá Nhiếp cũng không hề trúng độc. Cá Nhiếp nói với Thiên Minh, cách cửa sổ khoảng 34 trượng, có thể thông tới hành lang. Thiên Minh đã nhìn thấy nhưng nó quá xa, đối với người lớn còn khó, nhưng Thiên Minh nhất định phải qua đó. Với thể lực của cậu hiện giờ còn có thể bò qua được 34 trượng, nhưng nếu còn tiếp tục dừng lại ở đây thì sẽ mãi mãi không tới được đích. Về phía Đoan Mộc Dung đang trên đường tìm kiếm Thiên Minh, loại kịch độc này nếu như được ánh nắng chiếu vào sẽ mạnh hơn gấp nghìn lần. Những người trúng độc sẽ không lập tức chết đi mà rơi vào trạng thái cứng người. Nếu trong 12 canh giờ không có thuốc giải sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại được. Nhiệm vụ của nhóm Đoan Mộc Dung là tìm kiếm Thiên Minh, sau đó rút tới mật thất của Mạc Gia hội hợp với những người khác. Về phía Thiên Minh, cậu đã nghe lời Cá Nhiếp, cố gắng bỏ qua vách núi, tiến tới hành lang, phía dưới là vực sâu không thấy đáy. Thiên Minh bị trượt chân rơi xuống vách, rất may tóm được một sợi dây, cậu liền cầu cứu Cá Nhiếp, lúc này Cá Nhiếp cũng đã nghe thấy. Phía ngoài, nhóm Đoan Mộc Dung đã tới, nhưng vì chìa khóa do Tiểu Cào đích thân giữ, Đoan Mộc Dung không thể làm gì. Cá Nhiếp lúc này mới nói mọi người đi cứu Thiên Minh, nó đang ở vách núi, công lực Thiên Minh quá yếu, không thể chống cự. Về phía Thiên Minh, sợi dây đã bị đứt, nó lập tức rơi xuống vực, nhưng rất may đã kịp tóm lấy được một viên đá và bò lên trên. Lúc này Thiên Minh đã nhìn thấy một cái bẫy cơ quan, cậu ý định dùng dây đu qua. Nhưng theo như lời của Đoan Mộc Dung thì đấy là bẫy cơ quan của Mạc Gia, sợ rằng nếu như qua đó sẽ kích hoạt bẫy, cả nhóm tức tốc chạy tới cản Thiên Minh lại. Lúc này Thiên Minh đã đủ sợi dây dừng, nhảy sang, nó đã kích hoạt cơ quan cạm bẫy của Mạc Gia. Rất may Thiếu Vũ đã tới kịp, dùng chân đỡ được cơ quan, Đoan Mộc Dung thì nhanh tay kéo Thiên Minh lên, giải nguy cho cậu. Vừa lên tới nơi, Thiên Minh định lao đi cứu Cá Nhiếp, nhưng đã bị Đoan Mộc Dung cản lại. Cô phát hiện, Thiên Minh không hề uống bách thảo đan, thế nhưng lại không hề bị ảnh hưởng bởi độc chậm vũ thiên giả. Lúc này, giáp kỵ binh đã vây quanh nhóm Đoan Mộc Dung, Thiên Minh và Thiếu Vũ lập tức lao tới tấn công. Đoan Mộc Dung thì ném ám khí, nhưng chưa giải quyết xong đám này, đám khác đã tới. Chúng đánh phăng Thiên Minh, hất ngã, may có Thiếu Vũ tới giải nguy. Thiên Minh càng lúc càng thấy mình vô dụng, chỉ là một đám tiểu tốt mà mình không giải quyết được. Lúc này, ấn độc trên cổ Thiên Minh đã lại xuất hiện. Thiên Minh trở nên điên loạn, lao tới giết chết hết những tên cản đường cùng với Thiếu Vũ. Sức mạnh của Thiên Minh mạnh lên là nhờ cái ấn độc trên cổ được kích hoạt. Họ phát hiện, phía ngoài tên sát thủ trước đây đã từng ám sát mình, Thương Lang Vương đã xuất hiện ở đây. Hắn giết chết rất nhiều người của Mạc Gia, tốc độ ra đòn của Thương Lang Vương cực kỳ nhanh, không ai có thể cản được hắn. Huynh đệ Mạc Gia bị khí độc làm hại, sức lực đã giảm rất nhiều, không thể cản đám quái nhân này. Ngay lúc nguy cấp, Cao Tiêm Ly đã tới, giết chết những tên binh lính, rồi trực tiếp lao tới tấn công Thương Lang. Chỉ một chém duy nhất, Thương Lang đã bị Cao Tiêm Ly đưa đi chầu ông bà. Nhưng ngay lúc này, Vệ Trang đã xuất hiện, chém một kiếm hất văng Cao Tiêm Ly xuống vực, rồi lao xuống phá tan lớp băng. Võ công của Vệ Trang dường như còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết. Hắn ta lao tới đánh bay Thủy Hàn Kiếm, đẩy lui Cao Tiêm Ly rồi đá thanh Thủy Hàn Kiếm về phía đó. Rất may Cao Tiêm Ly đã né được, cả hai tiếp tục va chạm với nhau. Lúc này đã gặp nguy hiểm, Tuyết Nữ đã xuất hiện, trợ uy cho Cao Tiêm Ly bằng sáo để cậu có thể trốn thoát thành công. Thấy Cao Tiêm Ly rời khỏi, Đoan Mộc Dung cũng đưa nhóm Thiên Minh rời đi. Họ không biết rằng mình đã bị theo dõi, kẻ theo dõi họ chính là sát thủ ẩn lưu xa, ẩn bức. Sau một thời gian, cả nhóm Thiên Minh đã tới được cấm địa Mạc Gia. Hiện giờ cả thành cơ quan đều đã bị Vệ Trang và lính Tần chiếm lĩnh, chỉ có nơi này là chúng không thể dễ dàng đánh tới. Cấm địa Mạc Gia không cho phép người Mạc Gia vào, chỉ có người ngoài, Thiên Minh, Thiếu Vũ đều có thể. Còn Nguyệt Nhi, Đoan Mộc Dung nói, sẽ gạch tên cô khỏi Mạc Gia, chỉ có như vậy, Nguyệt Nhi mới có thể tiến vào tới cấm địa. Sau đó cánh cửa đã được mở ra, ba người Thiên Minh đã tiến vào. Ở ngoài, Đoan Mộc Dung đã phát hiện ra có người theo dõi. Mở đầu của Tần Thời Minh Nguyệt tập 25 và 26, là hình ảnh Thiên Minh, Thiếu Vũ và Nguyệt Nhi đã tới được cấm địa Mạc Gia. Hiện giờ cả thành cơ quan đều bị Vệ Trang và quân Tần chiếm lĩnh, chỉ có nơi này là chúng không thể nào dễ dàng đánh vào. Quân Tần đã đánh vào tới sảnh cơ quan trung ương, đây là nơi khống chế vận hành cả thành cơ quan, cũng là phòng tuyến cuối cùng mà mọi người phải cố thủ.
Ba lão đầu và mọi người của Sở Quốc đều ở đây. Trước khi cự tử và anh hùng các nơi tới đây, họ cần phải cản đợt tấn công của quân địch. Phía ngoài, công thú Cửu biết được Mặc Hạch chính là trung tâm khống chế thành cơ quan. Chỉ cần khống chế được mật thất này, sẽ có thể khống chế cả thành cơ quan. Thành cơ quan 300 năm trước của Mặc Sa hiện tại đã bị binh lính lực tấn vây khắp nơi. Chúng ta quay lại với nhóm của Thiên Minh, phát hiện có kẻ địch. Đoan Mộc Dung lúc này liền đẩy ba đứa nhóc vào. Ngay khi cánh cửa cấm địa được đóng lại, ẩn bực đã xuất hiện lao tới tấn công. Phía ngoài, cánh cửa tuyệt thiên tỏa của Mặc Sa đang được kích hoạt. Tuyệt thiên tỏa là thứ sư tổ Mặc Sa để lại. Trên đời này không có mấy người có thể khởi động được cánh cửa này. Phía ngoài cấm địa Mặc Sa, ẩn bức đã lao tới tấn công Đoan Mộc Dung. Tốc độ của ẩn bức có thể nói là nhanh nhất trong đám sát thủ lưu xa. Đoan Mộc Dung không thể ném ám khí trúng được hắn, lại thêm hắn ta có thể ẩn mình trong bóng đêm, trực tiếp chém trọng thương cô, rồi tung một cước đá thẳng vào bụng Mộc Dung, tóm cổ nhấc lên. Về phía nhóm ba người Thiên Minh đã chạy tới được một cây cầu, cả ba quyết định tiến tới. Ở phía ngoài Mặc Quỷ Trì, đám lính nước Tần đã bị nhốt vào trong đó. Cơ quan ám khí lần lượt được kích hoạt, các mũi tên liên tục được bắn ra như mưa. Lính nước Tần lúc này lập tức tạo thành một tường thành bằng tấm khiêng bảo vệ lẫn nhau. Lính của nước Tần quả nhiên được huấn luyện rất kỹ. Ở phía trong, ban lão đầu đã cho tiềm long trận mở ra. Mật thất Mặc Xá là nơi khống chế tất cả cơ quan trong thành, vô cùng quan trọng. Nơi này cũng là nơi phòng vệ kỹ lưỡng nhất thành cơ quan. Tiềm long trận từ dưới đất xuất hiện các mũi kích sắc nhọn, từ từ đâm từ dưới đất lên, giết sạch đám lính nước Tấn. Đây chính là uy lực của thành cơ quan Mặc Xá. Lúc này, đám lính phía ngoài vẫn không ngừng công phá. Thành cơ quan đã được khởi động lại, cánh cổng tự khắc được kéo lên. Khi mà nhìn thấy phía trong Mặc Quỷ Trì, một đám lính nước Tần đã chết thảm, đám lính bên ngoài đều sợ hãi. Tên công thú Cứu lúc này liền đưa ra một món quà tặng cho vệ trang. Lúc này từ phía sau chúng xuất hiện tiếng bước chân, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, trên tay là một lưỡi cửa sắc bén. Đây chính là món quà công thú Cứu muốn tặng cho vệ trang, cơ quan vô song. Một kiệt tác cao nhất của thuật cơ quan bá đạo gia tộc công thú. Sau đó xích luyện vệ trang đã tiến vào sảnh trung ương. Khi vừa vào tới, cánh cổng đã bị đóng sập. Phía trong bàn lão đầu đang chuẩn bị kích hoạt thành cơ quan, thì từ sau cánh cửa có kẻ đang phá nó. Kẻ đó chính là cơ quan vô song. Sức mạnh của nó cực kỳ đáng sợ. Hắn ta phá tan cánh cổng một cách dễ dàng. Phía trong thành cơ quan, phong xảo trận đã được khởi động. Những mũi tên lao tới phía cơ quan vô song, nhưng nó chỉ cần gồng sức tạo thành kình phong đánh bay những mũi tên. Có thể nói cơ quan vô song, đây là cỗ máy đào thương bất nhập, sức mạnh vô cùng, vũ khí chiến đấu cơ quan sống. Ở xa, một đám lính nước Tấn đã bắt được rất nhiều đệ tử Mặc Xa làm con tim. Vệ trang thông báo, yêu cầu đám người ban lão phải rời khỏi mật thất Mặc Hạch. Nếu không, mỗi lần hằng hà lưu xa giảm bớt một tầng, chúng sẽ giết một người. Ban lão đầu còn phát hiện, ở cấm địa Mặc Xa có người đã khởi động tuyệt thiên tỏa. Chỉ có 5 thủ lĩnh của Mặc Xa mới biết cách khởi động tuyệt thiên tỏa. Họ biết được là Đoan Mộc Dung đã làm. Khi vào cấm địa, mọi người sẽ phải tiếp nhận những khảo nghiệm trước nay chưa từng có. Về phía nhóm Thiên Minh, đã tới được Hổ Khiếu. Truyền thuyết có nói, chỉ anh hùng cái thế trời sinh có thần lực mới có thể qua được chỗ này. Thiên Minh phát hiện, ở đây có một cái thiên cân đồng hồ, lập tức kéo nó ra. Nhưng sức của Thiên Minh thì không đủ, không thể kéo. Thiếu Vũ lúc này mới tiến tới, dùng một tay đã kích hoạt được thiên cân. Từ xa một tảng đá đã xuất hiện. Nguyệt Nhi rất thông minh, biết được mình cần phải nhảy qua tảng đá kia trước. Sau đó thì kéo tảng đá chỗ ở thiên cân đồng hồ tiếp theo ra. Sau đó lại nhảy qua rồi lại kéo. Nhưng từ nơi mọi người đứng với tảng đá đó ít nhất là cách 2 trượng, Thiên Minh bị Thiếu Vũ nhấc lên, ném thẳng qua tảng đá, sau đó là Nguyệt Nhi rồi Thiếu Vũ tự mình nhảy qua. Lúc này tảng đá lại bắt đầu thụt vào, nếu không có ai kéo sợi dây sắt nó sẽ lập tức thụ vào. Thế nhưng có Thiếu Vũ ở đây rất nhanh, sau vài lần quăng qua ném lại, bọn họ đã qua được Hổ Khiêu. Phía trong mật thất biết được ba người đã qua được ải đầu, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là cửa ải thứ hai, Viên Phi. Nghe đồn chỉ có những kẻ nhanh nhẹn như là Hầu Viêm mới có thể qua được. Ở bờ đối diện có một cửa quan, chỉ cần kéo tay nắm nó sẽ xuất hiện ra con đường an toàn để đi qua vách núi sâu đó. Đó là một vách núi trong sơn cốc, sâu mấy trăm trượng. Nhưng đối với Thiếu Vũ mà nói, bài kiểm tra này có vẻ quá khó. Nguyệt Nhi lựa chọn buộc dây vào người để tránh bị rơi xuống vách núi. Là hình ảnh Thiên Minh đang cố gắng vượt qua những thanh gỗ. Thiếu Vũ thì cầm dây cùng với Nguyệt Nhi. Thiếu Vũ rất sợ phải đứng ở nơi cao,
lúc nhỏ đã từng trải qua việc rơi từ trên cao xuống, từ đó đã trở thành tâm bệnh. Lúc này Thiên Minh đã trượt tay rơi xuống vực, Nguyệt Nhi đang cố gắng kéo lại. Thiếu Vũ vì sợ vực sâu đã tuột tay, vì lẽ đó Nguyệt Nhi bị kéo theo xuống vực. Rất may lúc này Thiên Minh đã vượt qua được sự sợ hãi, tóm được sợi dây. Cuối cùng Thiếu Vũ đã vượt qua được sự sợ hãi trong người, vì Thiên Minh và Nguyệt Nhi là hai người bạn tốt nhất của cậu. Về phía Thiên Minh lúc này, cậu liền tháo sợi dây trên người, tự tin rằng mình có thể vượt qua. Sau một hồi, Thiên Minh đã vượt qua được bên bờ vực bên kia, liền mở cơ quan. Một con đường đã xuất hiện, đưa Nguyệt Nhi và Thiếu Vũ sang bờ bên kia. Ba người tiếp tục tiến tới một con hẻm, bên trên có khắc những dòng chữ: gió thổi xào xạc, nước chảy lạnh, tráng sĩ một đi không trở lại. Trên còn có hình ảnh, trong đó có một người cầm một thanh kiếm, đó là Uyên Hồng. Thiếu Vũ phát hiện đó là Kinh Kha, thích khách mạnh nhất trong truyền thuyết, cũng là đại anh hùng, đại hào kiệt mà Thiếu Vũ ngưỡng mộ nhất. Lúc đó Doanh Chính dã tâm hơn người, không ngừng cho phái bộ đội tấn công các nước lân cận, đẩy bách tính 6 nước vào vòng chiếm hỏa liên miên, nhà tàn cửa nát, vợ con ly tán. Năm đó Thái tử Đan của nước Yên vì muốn giải cứu chúng sinh 6 nước quyết định đi ám sát bạo quân Doanh Chính, nhưng Hàm Dương cung giới bị nghiêm ngặt, canh phòng tầng tầng khắp thiên hạ, chỉ có duy nhất một người có thể làm được chuyện này, chính là Kinh Kha. Trong vòng 5 bước, kiếm của Kinh Kha khắp thiên hạ không ai có thể sống sót. Thái tử Đan và Kinh Kha đã lập ra một kế hoạch kinh thiên động địa, dùng thủ cấp của tướng lĩnh nước Tần, Phạm Ô Ký mà Doanh Chính muốn có được nhất, còn cả bản đồ Đốc Kháng ở nước Yến để làm mồi nhử, để Kinh Kha giả làm sứ thần nước Yến tiến vào Hàm Dương Cung. Chỉ có như vậy mới có thể vượt qua trùng trùng phòng bị, tiếp cận bạo quân. Nhưng đến giờ Doanh Chính vẫn còn sống. Năm đó trên đại điện, Kinh Kha đúng thực đã sử dụng chiêu kiếm tuyệt sát của mình, nhưng Doanh Chính vì sao lại không chết thì không ai rõ nguyên nhân. Quay lại với vệ trang, hắn đã bắt được Đoàn Mộc Dung đưa tới làm con tim. Xích Luyện tiến tới ép Mộc Dung uống một thứ thuốc độc, sau khi uống trên người sẽ ngứa như bọ, hàng vạn con kiến bò lên, hàng vạn rắn độc bò quanh người. Lúc này ở phía trong, mọi người đã đọc được ám hiệu Mộc Dung để lại cho mọi người. Phi mệnh, ám hiệu mà đệ tử Mặc Xa không muốn nhìn thấy nhất, nếu ra tay cứu cô sẽ lập tức cắn lưỡi tự vẫn. Ở phía đám đệ tử Mặc Xa, tất cả mọi người đều ra ám hiệu phi mệnh này, đủ thấy đệ tử Mặc Xa anh dũng thế nào. Về phía công thú cứu, hắn ta được lệnh tiến tới cấm địa Mặc Xa tìm tung tích ba người Thiên Minh. Tương truyền cấm địa Mặc Xa cơ quan trùng trùng, nguy hiểm khắp nơi, nhưng bản đồ thành cơ quan, tên công thú cầm rất là tự tin tiến vào. Cánh cửa tuyệt thiên tỏa cực kỳ tinh tế, nhưng công thú kiều cũng có sát chiêu, hắn chịu hiệu ra phá thổ thất lang, bò lên trên cánh cửa tuyệt thiên tỏa, truy vào những góc nhỏ của cơ quan. Cánh cửa đã được phá, công thú kiều lập tức tiến tới. Về phía ba người Thiên Minh, ba người đã tới được cửa ải Long Hầu. Long Hầu liên quan đến một bí mật lớn của Mặc Gia, truyền thuyết về một con rồng cổ đại. Thiên Minh tiến tới một bậc thang, xuất hiện một cơ quan, lập tức xuất hiện một lỗ trống. Thiếu Vũ vì cứu Thiên Minh cũng đã rơi xuống, chỉ còn Nguyệt Nhi là ở phía trên. Rất may Thiên Minh Thiếu Vũ không sao cả, chúng phát hiện phía dưới còn có một cái động rất lớn, chính giữa xuất hiện một chiếc hộp. Lúc này cơ quan cạm bẫy được kích hóa, xung quanh xuất hiện nhiều lưỡi cửa sắc bén xoay tròn vây quanh người Thiên Minh và Thiếu Vũ. Cánh cửa bên trên từ từ khép lại. Thấy vậy, Nguyệt Nhi lựa chọn nhảy xuống cùng hai người. Nguyệt Nhi tiến tới nhìn chiếc hộp, nó lập tức mở ra, bên trong phát xả tiếng nhạc, một tòa tháp xuất hiện, sau đó từ từ hạ xuống mặt đất. Lúc này mấy con dao xoay tròn cũng đã bắt đầu di chuyển tiến lại gần. Chiếc hộp phát xạ âm thanh là huyết âm bảo hạp, có thể tạo ra vô số loại âm nhạc, khúc nhạc lúc thật lúc giả, thiên biến vạn hóa. Hơn nữa còn có một sức mạnh vô cùng đáng sợ, người có duyên nghe được có thể gia tăng công lực, người không có duyên nghe được có thể sẽ chìm vào mơ hồ, thậm chí là phát điên. Lúc này một tia sáng chiếu vào huyết âm bảo hạp, nó phát ra hình ảnh của Hoàng Đạo Tinh Đồ, nó có liên quan tới huyết âm cũng như là cách phá giải cơ quan Long Hầu. Nguyệt Nhi phát hiện ngọn tháp này có 5 tầng, mỗi tầng có 12 mái cong. Tất cả âm nhạc đều do ngũ âm thập nhị luật mà thành, vậy nên mỗi tầng của tòa tháp lần lượt đại diện cho cung, thương, giác, chủy, vũ trong ngũ âm. 12 mái cong đối ứng với chính là thập nhị luật. Nguyệt Nhi phát hiện ra Tinh Đồ xuất hiện ra thuật ngũ hành, kim, mộc, thủy, hóa, thổ. Phía đông là thuộc mộc, tây thuộc kim, nam thuộc hóa, bắc thuộc thủy.
Thạch thất này lại thêm dưới lệch nhau, chính là ứng với bốn hướng trong ngũ hành. Còn tòa tháp bảo hạp đặt trên trụ đá chính là thuộc tính thổ. Nguyên Nhi chỉ lên trên tấm bản đồ và giải thích. Các binh sĩ xung quanh con cự long trong bức tranh, đám sĩ binh đã đang làm theo thuật ngũ hành. Kim ứng với 7, mộc ứng với 3, thủy ứng với 5. Số lượng binh sĩ bốn góc là trong tranh chính là 7 người, 3 người và 5 người. Nguyên Nhi liền xoay tòa tháp theo số thứ tự đó. Vị trí của ngôi sao đó ứng với cách phá giải huyễn âm bảo hạp. Ngôi sao này nằm ở phía tây, là sao Thái Bạch thuộc hệ kim, vậy nên còn được gọi là sao kim. Trong ngũ âm ứng với kim chính là âm thương. Nguyệt Nhi lập tức xoay huyễn âm bảo hạp theo cách nghĩ của mình. Lập tức cơ quan của thành Mặc Sa lập tức dừng lại, rồi chúng quay về vị trí ban đầu. Bảo hạp cũng tự dừng hoạt động rồi đưa cả ba người lên trên mặt đất. Chúng ta đến với tên công thú cừu. Hắn ta đã tới đường cấm địa mật đạo mà tổ tiên Mặc Sa để lại từ cả trăm năm trước. Ở phía trung tâm Mặc Sa, ba lão đầu cũng đã phát hiện ra có người vào mở thất, lại còn tùy ý đi vào cấm địa, phát hiện ra mật đạo chỉ có một người, đó là công thú cừu. Về phía nhóm thiên minh, sau một khoảng thời gian di chuyển, ba người đã tới một nơi có hai pho tượng đá khổng lồ, hình ảnh hai người dựa vào nhau. Hai pho tượng này ứng với hai con đường khác nhau. Thiếu Vũ để ý, y phục của người bên trái có vẻ như là một quý tộc, người bên phải thì khá giống một kiếm khách. Nguyên Nhi phát hiện, giữa đất có khắc chữ Hiệp Đạo Vương Đạo Mặc Phấn, hai con đường này, một con đường tên là Hiệp Đạo, một con đường tên là Vương Đạo. Thiên Minh cũng phát hiện, dưới chân tượng đá cũng có chữ, trong vòng 5 bước, trăm người không thỏa đáng, mài kiếm 10 năm, một mình hiệp đạo, ngàn dặm vẫy gói, vạn người cúi đầu, giang hồ tứ hải trăm năm vương đạo. Mỗi người tới Mặc Phấn đều phải đối diện với sự lựa chọn. Con đường phía sau Mặc Phấn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vực sâu không đáy, chia rẽ Thiếu Vũ ra khỏi Thiên Minh và Nguyệt Nhi. Vì lẽ đó, Thiếu Vũ quyết định cả hai chia ra hành động, phía trước nhất định sẽ có nơi hội hợp. Sau một hồi di chuyển, cả hai nhóm đã tới được một cánh cổng. Thiên Minh tới cổng Hiệp Đạo, Thiếu Vũ đến được cánh cổng Vương Đạo. Cả hai đều tiến vào bên trong. Phía trong cánh cổng Hiệp Đạo xuất hiện rất nhiều pho tượng binh sĩ xếp hai bên. Về phía Thiếu Vũ, ở bên cánh cổng Vương Đạo, chính giữa có một hàng chữ Thiên Hạ Bách Giai Suy Ngã Độc Tôn. Thiếu Vũ tiến lên phía trước, cơ quan Mặc Sa lập tức được kích hoạt, trói hai chân của Thiếu Vũ lại, không thể thoát ra. Thiếu Vũ được đưa đến một bàn cờ, bên trong vương thất có một thế cờ không bình thường. Theo như lời của bàn lão đầu nói, đó là Mặc Công Kỷ Trận được thiết kế dựa theo tinh túy tuyệt học của bổn môn. Tổ sư gia bổn môn vô cùng phản cảm với cách giết chóc mà con cháu tạo ra, cho rằng đó là nguồn gốc đem lại tai họa cho bách tính trong thiên hạ. Mặc Công là do tổ sư gia sáng lập ra, dùng để đối phó với những công lực binh gia. Thế cờ này cũng vậy, khác biệt lớn nhất của nó, cờ vây nhắm vào giết chóc tấn công để khắc chế, cờ vây là để giết người. Khi một phe bao vây được phe còn lại, gọi là chết, quân cờ đó sẽ bị coi như đã chết, loại bỏ khỏi bàn cờ. Còn thế cờ của Mặc Công, chủ trương không tấn công mà yêu thương, muốn giành được thắng lợi không nhất định phải thông qua giết chóc. Tấn công thành là hạ sách, đánh vào lòng người là thượng sách. Điểm khác biệt rõ ràng nhất với cờ vây đó là trong thế cờ Mặc Công sẽ không có bất cứ quân cờ nào bị giết cả. Khi cờ của một phe bị phe còn lại bao vây trước sau, quân cờ đó sẽ chuyển sang phe còn lại. Tất nhiên nếu quân cờ này bị vây lại vẫn có thể chuyển hóa lần nữa. Sau cùng khi mà 64 ô cờ được lấp đầy thì sẽ xem số lượng cờ phe ai nhiều hơn để giành được chiến thắng. Về phía Thiên Minh và Nguyệt Nhi đang ở bên trong cánh cổng Hiệp Đạo, Nguyệt Nhi phát hiện một chiếc gương, lập tức quay nó. Lúc này các tấm gương khác đều được phản chiếu, ánh sáng chiếu khắp cả sơn động. Trong sơn động, một kết cấu cơ quan phức tạp đã hiện ra. Cả hai tiến vào phía dưới chân Thiên Minh, cậu đã kích hoạt rất nhiều thuật cơ quan mà không hề hay biết. Sau một hồi di chuyển, Nguyệt Nhi phát hiện số tượng đồng dường như có gì khác trước. Lát sau, cả hai đã gặp được một pho tượng khổng lồ ở chính giữa đồng. Ở phía Thiếu Vũ, khởi đầu của cậu vô cùng thuận lợi. Thế nhưng đặc điểm lớn nhất của thế cờ Mặc Công đó là tình thế hai phe không ngừng thay đổi. Có thể nói là chớp mắt đã thay đổi cả thế cờ. Cứ mỗi lần Thiếu Vũ mất một quân, cơ quan ám khí lại tự động kích hoạt sẵn, chờ cơ hội Thiếu Vũ thua là sẽ phát động công kích. Thiếu Vũ đang lâm vào hiểm cảnh, đã bắt đầu mất bình tĩnh. Về phía nhóm Thiên Minh, sau khi tới được pho tượng khổng lồ, Nguyệt Nhi phát hiện những bức tượng này đang cử động. Phía Thiếu Vũ, mũi tên đã đâm vào vai của cậu, máu đã chảy.
Mở đầu là hình ảnh thiếu phú đang chơi một ván cờ sinh tử có tên Mặc Công Kỳ Cục. Nếu thất bại thì có con đường chết. Theo như lời bàn lão đầu nói, mỗi một nước đi của Mặc Công Kỳ Cục, nếu như đối phương không có quân cờ nào để thay đổi, tình hình này phe ta sẽ chỉ có thể từ bỏ, nhưng có thể ép đối thủ vào hoàn cảnh khó đó, gọi là phá trận. Ở phía trong bàn cờ, thiếu vũ lại tiếp tục chiếm thượng phong, sau cùng đã giành chiến thắng, cơ quan Mặc Xà đã được kích phát. Xuất hiện trước mặt thiếu vũ là một thứ binh khí, trông nó rất kỳ lạ. Thiếu vũ lập tức cầm lấy phần thưởng, đây là phá trận bá vương thương. Thiếu vũ cực kỳ vui mừng vì trên tay đã có một binh khí tốt. Quay lại với thiên minh, các bức tượng đồng đã bắt đầu được khởi động, ánh mắt của chúng đỏ rực rồi bắt đầu tất cả các bức tượng cầm vũ khí lập tức bổ xuống. Thấy Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm, thiên minh lập tức lao tới giải nguy cho cô. Lúc này, bức tượng đồng khổng lồ đã bắt đầu di chuyển, ném một lưỡi kiếm về phía thiên minh. Rất may thiên minh nhanh nhẹn đã né tránh được, nhưng thanh kiếm mà bức tượng đồng ném ra lập tức được hút về tay của chúng. Nguyệt Nhi phát hiện binh khí trên tay tượng đồng là sắt có tử tính. Tượng đồng liên tục lao tới tấn công thiên minh. Nguyệt Nhi phát hiện điều gì đó, lập tức tiến tới trước mặt lưỡi kiếm của tượng đồng. Ngay khi thanh kiếm chuẩn bị chạm mặt thì đột nhiên dừng lại. Nguyệt Nhi giải thích, đồng nhân cơ quan này tìm kiếm mục tiêu phía dưới chân, phía mặt đất, đây không phải mặt đất bình thường. Khi có người đạp lên, nó sẽ lún nhẹ xuống. Đồng nhân cơ quan này dựa vào sự thay đổi trọng lượng trên mặt đất để tìm ra mục tiêu. Nguyệt Nhi đã đứng ở chính giữa bốn viên gạch nên không thể bị phát hiện. Thiên minh nghe vậy cũng lập tức đứng ở giữa bốn viên gạch, tượng đồng lập tức ngừng hoạt động. Nguyệt Nhi nói thiên minh hãy lấy chìa khóa mở cửa lớn trên tượng đồng. Thiên minh nghe vậy lập tức nhảy lên trên tượng đồng, dùng sức cố gắng cuối cùng cũng rút được chìa khóa trên người của chúng. Ngay khi lấy được chìa khóa, tượng đồng đã thay đổi cơ thể trở nên nhanh nhẹn hơn. Thiên minh chạy về hướng cánh cửa, dùng chìa khóa mở chúng ra. Ngay lúc tượng đồng đuổi kịp, thiên minh và Nguyệt Nhi đã chạy được vào cánh cửa, thoát được một kiếp. Trên tay thiên minh cầm là chìa khóa, Nguyệt Nhi phát hiện đó là phi công, thứ do tổ sư già đích thân tạo ra, lại trải qua nhiều đời không ngừng cải tiến, vũ khí chí tôn đời đời tương truyền của Mặc gia. Không ngờ nó lại được giấu trong cấm địa này. Đồng cơ nhân chính là thần cơ quan bảo vệ phi công. Lúc này thiên minh đã bất chợt khởi động cơ quan của phi công trở thành một thanh kiếm, sau đó nó lại biến thành một cây cung. Phi công vô cùng thiên biến vạn hóa, dường như nó có thể biến thành rất nhiều loại vũ khí. Cả hai tiếp tục lên đường. Ở đây Nguyệt Nhi bị rơi xuống một cái hố, thiên minh cũng lập tức nhảy theo. Thiếu vũ cũng bị rơi xuống vực, rất may nhờ bá vương thường bám vào tường đã cứu được thiếu vũ. Còn tên công thú cứu đã bị một cái lồng giam của Mặc Xà nhốt vào rồi rơi xuống một khu vực. Thiên minh và Nguyệt Nhi bị rơi xuống một nơi, ở đây có một thân ảnh đang ngồi chính giữa, cả hai tiến tới, đang chuẩn bị sờ vào thân ảnh đó, thì bất chợt tên công thú kiều đã tóm lấy tay của thiên minh. Nhìn thấy công thú kiều có cơ quan trên tay, thiên minh tưởng rằng ông ta là bạn của ban lão đầu, nhưng Nguyệt Nhi thì phát hiện, cơ quan trên tay của lão ta không giống cơ quan Mặc Xà. Còn người đang ngồi chính giữa là một bộ xương khô, trên tay cầm một cái ống tròn, đó chính là nỏ đồng của Mặc Xà. Nếu ai tiếp xúc với bộ xương thử phía sau, nỏ đồng sẽ bắn ra ám khí. Công thú kiều giải thích, người này chính là Mặc Xà cự tử đời trước. Trên ngón tay trái của bộ xương có 6 cái xương ngón tay, nhưng ngón tay dư ra đó thì lại bị gãy một nửa. Biệt danh của Mặc Xà cự tử đời trước là Lục Chỉ Hắc Hiệp, ngón tay bị gãy đó là vết thương khi giao đấu với vệ trang. Mặc Xà cự tử là do mọi người cùng nhau tiến cử ra, nhất định phải là một anh hùng hảo hán, chí dung song toàn vạn người chọn một. Lục Chỉ Hắc Hiếm khi mà còn sống cũng từng làm rung chuyển trời đất, sau này đột nhiên mất tích không ngờ lại chết ở đây. Nhưng cấm địa này là để trừng phạt những đệ tử Mặc Xà phạm lỗi, hơn nữa đây còn là một thạch lao. Thiên minh thắc mắc tại sao Mặc Xà cự tử lại bị nhốt ở đây, tên công thú kiều liền giải thích. Cả thành cơ quan thiết kế tinh xảo, kỹ thuật cao siêu, nhưng so với thuật cơ quan bên trong cấm địa thì chỉ là trò vặt, không đáng nhắc tới. Cấm địa là tinh túy thiết kế của các cao thủ, nhiều đời của Mặc Xà nghiên cứu nhiều năm mà ra, bên trong còn sưu tầm rất nhiều bảo vật tuyệt thế, chế tăng tinh xảo hơn người. Nơi này là để rèn luyện và chọn ra Mặc Xà cự tử đời tiếp theo. Muốn thông qua trùng trùng cơ quan này, nhất định phải có thân thủ nhanh nhẹn, võ nghệ hơn người, lại thông minh cơ quan, thông minh hơn người, tùy cơ ứng biến. Phải là một người như vậy mới có tư cách trở thành Mặc Xà cự tử. Nghe vậy Nguyệt Nhi thắc mắc, Lục Chỉ Hắc Hiểm sớm đã là cự tử rồi, tại sao còn đi vào cấm địa, tại sao cũng lại chết ở trong thạch lao. Công thú cửu lại giải thích, khi mà cự tử gặp khó khăn
Mở đầu là hình ảnh Thiên Minh nghe được từ công thú Kiều nói Cá Nhiếp là người đã giết chết Kinh Kha, lập tức muốn rời khỏi nơi đây. Tên công thú Kiều lập tức mở ra một cơ quan, phía dưới hoàn toàn là nước, rồi lấy tấm bản đồ của Mặc Sa ra quan sát. Nguyệt Nhi lập tức thắc mắc, hắn ta lấy đâu ra tấm bản đồ này? Công thú Kiều liền giải thích, ta và ban lão đầu là bạn, tất nhiên ông ấy đưa cho ta rồi. Hắn ta giải thích tiếp, ra ngoài từ lối thoát này, bên ngoài chính là đầm nước thông thẳng đến thác nước cầu treo. Nhưng mà nguồn nước của thành cơ quan Mặc Xà đã bị nhiễm chậm vũ thiên dạ, khiến người ta mất hết sức chiến đấu. Hơn nữa, nước này được ánh sáng chiếu vào, khiến hơi nước tỏa ra cũng mang khí độc rất mạnh. Muốn giải quyết vấn đề này, nhất định phải có người lặn xuống bơi tới hồ nước bên dưới thác nước cầu treo. Bên dưới đầm nước này chính là nguồn gốc vận hành cả thành cơ quan Huyền Vũ. Phải mở một chiếc van bên dưới Huyền Vũ này mới có thể để nước sạch chảy vào, khử sạch khí độc trong thành cơ quan đi, các đệ tử Mặc Xà mới có thể được cứu. Nghe vậy, Thiên Minh lập tức định rời đi, nhưng Nguyệt Nhi đã cản lại vì sợ Thiên Minh trúng độc. Tên công thú Kiều lại tiếp tục giải thích, độc tính thông qua hít vào cơ thể thì mới phát tác, chỉ cần cậu ta nín thở dưới nước thì sẽ không trúng độc đâu. Nhưng từ đây tới thác nước khoảng chừng 20 trượng, Nguyệt Nhi nói rằng cho dù người lớn cũng khó làm được, sao Thiên Minh có thể bơi qua đó được chứ. Nghe vậy, công thú Kiều lập tức giải thích tiếp, nếu vậy thì sẽ không ra ngoài được đâu, và cũng chuẩn bị chôn thây ở đây là vừa. Tảng đá kia đã được cậy ra, khí độc bên dưới rất nhanh sẽ tràn vào đây thôi. Ba người chúng ta đều không thoát được đâu. Lão già ta sống tới tuổi này thì cũng thôi, đáng tiếc cho ba đứa trẻ nhà ngươi, nhất là tiểu thư cô nương kia như hoa như ngọc. Thiên Minh nghe vậy lập tức lấy ra thần kiếm phi cơ và muốn thử một lần. Thấy thần kiếm trong tay Thiên Minh, công thú Kiều định lấy nó, nhưng Nguyệt Nhi đã cản lại. Thiên Minh lập tức nhảy xuống nước, bơi tới Huyền Vũ. Ở đây các cơ quan dưới nước rất nhiều. Thiên Minh ngồi lên trên lấy hơi rồi lại lặn xuống, tìm kiếm cái van. Nó lấy một cái bánh xăng cản lại cơ quan, rồi dùng phi cơ hóa thành một thứ vũ khí, bắn nó và bám vào một cái bánh xăng, rồi kéo cơ thể ra ngoài. Phía trên, Nguyệt Nhi đã phát hiện điều không đúng với công thú Kiều, vì hắn ta lại có được bản đồ. Hơn nữa, cánh tay cơ quan của lão ta không hề sử dụng thuật cơ quan của Mặc Xà. Thấy Nguyệt Nhi thông minh như vậy, công thú liền tiến tới và nói, vậy cô đoán xem ta là ai? Thanh Đồng khai khẩu, phải hỏi công thú. Biết được kẻ trước mặt là công thú Kiều, tên công thú nói tiếp, phía dưới hồ còn có một người bạn đang tiếp đón Thiên Minh rồi, cô không cần lo. Quay lại với Thiên Minh, lúc này một thân ảnh xuất hiện, có vẻ như nó là một cơ quan chiến đấu của tên công thú Kiều. Thiên Minh đã tới được một nơi cần tới, có hai cái khởi động cơ quan màu xanh và màu đỏ. Nhưng Thiên Minh đã biết tên công thú Kiều là người xấu, đã không khởi động cơ quan màu đỏ mà lại khởi động cơ quan màu xanh. Ở phía trong căn cứ bí mật, ban lão đầu đã rất vui mừng vì có người đã mở van Huyền Vũ, như vậy sẽ có thể dẫn nước sạch vào thay vì số nước bị ô nhiễm trong thành cơ quan. Tuyết nữa cũng biết được, đan mộc súng để nhóm ba người Thiên Minh vào thành cơ quan đã có suy tính riêng, không ngờ an nguy của thành cơ quan lại dựa vào ba đứa trẻ mạo hiểm tính mạng để xoay chuyển. Thiên Minh lúc này đang ngồi lên mặt nước, bất chợt từ phía dưới xuất hiện rất nhiều xúc tu bằng sắt tóm lấy cổ và kéo xuống dưới. Ấn chú trên cổ của Thiên Minh bắt đầu được kích phát. Phía trong phủ lão, tên công thú Kiều đã đánh ngất Nguyệt Nhi chuẩn bị rời khỏi đó. Hắn ta cưỡi con rắn cơ quan khổng lồ rời khỏi phủ lão một cách dễ dàng. Ở phía trong cơ quan bí mật, ban lão đầu đã phát hiện ra, vẽ chăng hắn ta đang có ý đồ gì. Hắn ta dùng thành cơ quan làm mồi nhớ để câu một con cá to lớn, các anh hùng từ khắp nơi. Ban lão đầu giải thích, chúng ta vẫn luôn tưởng rằng vẽ chăng rất nóng lòng muốn công phá mật thất Mặc Hạch. Nhưng mà thực ra hắn ta mong muốn chính là có thể ra ngoài báo tin. Lúc này, một đám người của vệ trang đã cải trang thành huynh đệ Mặc Xà, chúng cũng đã truyền tin ra ngoài. Cư tử Mặc Xà và các thủ lĩnh phản nghịch khắp nơi đã chỉ còn cách thành cơ quan chưa tới 30 dặm nữa là sẽ về tới. Biết được chuyện này, Mặc Xà cần có người đi báo tin cho cư tử và các anh hùng. Nhưng muốn làm điều đó thì nhất định phải mở cửa Mặc Hạch ra mới có thể đưa người ra ngoài. Lại còn phải vượt qua được tên vệ trang, xích luyện, các tên quái vật cơ quan vô song nữa. Ở đây chỉ có một người có thể làm được việc này, đó là Đạo Trích. Về phía Thiên Minh, sau khi bị những xúc tù kéo xuống, cậu đang nhớ tới những người thân của mình, Nguyệt Nhi, Cá Nhiếp. Vì lẽ đó, ấn ký trên cổ của cậu đã được kích phát, cậu đã vượt qua được những cái xúc tù bằng sắt, nhảy lên trên mặt nước sử dụng thần kiếm phi cơ, bám vào thân của con rắn khổng lồ. Thấy Nguyệt Nhi bất tỉnh, cậu lập tức tiến tới. Tên công thú Kiều từ sau định tấn công bất ngờ, tóm đầu Thiên Minh, nhưng cậu không hề hấn gì, tung một đấm đánh bè lão ta xuống dưới nước.
quay lại với bàn lão đầu, kế hoạch của ông đã được kích hoạt. Nhân lúc sự chú ý của đám người vệ trang đang bị nỗ trận thu hút, Đào Trích đã ra ngoài từ cánh cửa, men theo viền sảnh đột phá vòng vây, đã có thể trốn được vệ trang, nhưng phải chạy thêm chừng 10 bước. Đám người ở sảnh đều là cao thủ, cơ hội chỉ có một lần, chạy thêm vài bước này cũng có thể là vĩnh viễn không thể lại gần cánh cửa đó được nữa. Rất may, tốc độ của Đào Trích cực kỳ nhanh, không ai có thể cản cậu ta lại. Ngay khi Đào Trích thoát ra được, mọi người lập tức đóng cửa lại, nhưng không thể đóng, bên trong đã bị kẹt thứ gì đó, tên cơ quan thuật vô song đã nhân cơ hội cản lại được cánh cửa. Về phía Đào Trích đang cố gắng thoát ra khỏi đám lính, khi ra tới ngoài đã bị Bạch Phượng Hoàng chặn đường. Mặc dù tốc độ Đào Trích rất nhanh nhưng đều bị Bạch Phượng Hoàng cản lại. Lúc này Đào Trích mới lấy ra át chủ bài, xuất ra điện quang thần hành bộ bỏ trốn. Bạch Phượng đuổi theo phi em khí về phía Đạo Trích nhưng không thể trúng, tốc độ Đạo Trích rất nhanh, hắn ta lập tức triệu hồi ra một bầy chim bảo vệ lấy Đạo Trích. Mở đầu là hình ảnh Thiên Minh đã vung quyền đấm bay tên cùng thú kiều. Lúc này ở phía trên, một tên lính nước Tấn đã phát hiện ra nhóm Thiên Minh, lập tức xuất cung thủ tấn công. Rất may trên tay của Thiên Minh có thần kiếm phi công, nó đã biến thành một tấm khiêng chắn bảo vệ hai người. Rồi Thiên Minh biến phi công thành một chiếc nỏ, nhặt mũi tên của đám lính nắp vào, bắn một phát trực tiếp giết chết một tên lính Tần Quốc. Nỏ phi công có hai cái lỗ, có thể bắn ra hai mũi tên cùng một lúc. Đám lính đã gần đuổi kịp Thiên Minh, lập tức phi công biến thành một cái máy bắn xích, bắn vào thành tường rồi nhảy đi, kéo Thiên Minh và Nguyệt Nhi lên trên vách núi. Lúc này, Thiếu Vũ cũng từ dưới mặt đất chui lên, cả ba người hội hợp tại đây, cả ba tiếp tục tiến tới. Ở đây chúng đã gặp được một cái cơ quan thú, nó có tên Bạch Hổ, một trong bốn đại cơ quan trấn thủ của thành Mặc Sa. Chúng ta quay lại với Đạo Trích, mặc dù bị Bạch Phượng chặn đầu, nhưng Đạo Trích vẫn cười và giải thích. Mặc dù có một loại tốc độ mình không nhanh bằng, đó là tốc độ nạp mạng. Nói rồi Đạo Trích cười và nói Bạch Phượng hãy quay lại mà xem đi. Lúc này Bạch Phượng quay lại, phát hiện con cơ quan thú Bạch Hổ đã xuất hiện ở đây. Phía trên là Nguyệt Nhi và Thiên Minh Thiếu Vũ. Khi chuẩn bị tấn công Bạch Phượng, thì tên công thú kiều xuất hiện với cơ quan thú hình con rắn khổng lồ của hắn. Con rắn lập tức lao tới tấn công Bạch Hổ. Rất may Nguyệt Nhi đã né được, nhưng vẫn bị con rắn húc vào phía sườn phải. Rất may Nguyệt Nhi vẫn có thể cầm cự. Nguyệt Nhi giải thích, Bạch Hổ vốn là thiết kế để người trưởng thành cùng điều khiển, nhóm bánh xăng điều khiển nặng quá, một mình cô không thể chống nổi. Nguyệt Nhi chỉ cho Thiên Minh cách khống chế Bạch Hổ nhảy lên, còn Thiếu Vũ thì điều khiển Bạch Hổ quay trái và phải và sau, còn mình sẽ phụ trách điều khiển tốc độ và hướng di chuyển tứ chi của Bạch Hổ. Rồi Nguyệt Nhi bắt đầu hạ lệnh cho Thiên Minh, Thiếu Vũ kết hợp, điều khiển Bạch Hổ chạy về một phía, vì trước mặt là địa hình bằng phẳng, rất bất lợi cho cơ quan thú Bạch Hổ. Nguyệt Nhi muốn dụ công thú kiều tới bên dưới hẻm núi. Quay lại với nhóm bàn lão, cánh cửa đã bị tên cơ quan vô song cản lại. Thấy vậy, Đại Thiết Chỉ lập tức lao tới, vung một búa tấn công vô song, nhưng cả người lại bị bầy rắn bò lên quanh người. Thấy có nhiều rắn, Cao Tiêm Ly lập tức xuất ra dịch thủy hàn, đóng băng bầy rắn lại. Còn Đại Thiết Chỉ đã đẩy được vô song ra ngoài, nhưng chính mình cũng bị kéo ra ngoài cùng. Cánh cửa cơ quan đã được đóng lại, tên cơ quan thú vô song tính ra tay giết Đại Thiết Trì, nhưng nhờ có Tuyết Nữ, Thiết Trì đã tung một búa đánh lui tên cơ quan thú này. Ở phía ngoài không chỉ Tuyết Nữ mà ngay cả Cao Tiềm Ly cũng xuất hiện. Về phía vệ trang, hắn đã giơ kiếm định giết chết Đoan Mộc Dung. Thấy vậy Đại Thiết Trì, Tuyết Nữ và Cao Tiềm Ly lập tức lao tới tấn công, nhưng tất cả đều bị đám thủ hạ Lưu Sa cản lại. Về phía Bạch Hổ, đã tới đường phía dưới chân núi, nhưng không còn thấy tên công thú kiều đâu nữa. Ngay lúc này, có một đoàn gió to thổi tới như vũ bão. Dưới chân Bạch Hổ, đất đá nứt ra, con rắn của tên công thú kiều đã xuất hiện, quấn lấy Bạch Hổ. Rất may Thiên Minh đã điều khiển Bạch Hổ nhảy lên trên cao, thoát được một kiếp. Con rắn lập tức nhảy lên, vung đuôi hất văng Bạch Hổ. Bạch Hổ khi mà tiếp đất, lúc này chỉ còn cách chạy trốn. Công thú kiều lập tức ném một viên đá về phía Bạch Hổ, khói bụi mù mịt, tưởng rằng đã trúng. Lão ta tiến tới, nhưng từ trên cao Bạch Hổ đã hất một viên đá cực to đè lên người của con rắn cơ quan. Không dừng lại, Bạch Hổ được Thiên Minh điều khiển, đẩy vỡ một tảng núi lớn, trực tiếp đè lên người con rắn cơ quan. Đang vui mừng vì chiến thắng được tên công thú kiều thì bất chợt tảng đá dưới chân Bạch Hổ bắt đầu rung chuyển rồi đổ sạp xuống mặt đất, vì lẽ đó Bạch Hổ cũng hoàn toàn bị hư hại. Cả ba quyết định chia nhau ra hành động, Thiên Minh một nhóm, Thiếu Vũ và Nguyệt Nhi một nhóm. Phát hiện phía trước có người, Thiên Minh lập tức rút phi công thần kiếm tiến tới. Trước mặt là một người phụ nữ, cô ta chính là người đã hạ ấn chú trên cổ của Thiên Minh. Khi gặp ả ta,
Thiên Minh đã bắt đầu đau nhức. Thiên Minh định lao vào tấn công, nhưng đã bị pháp lực của bà ta cản lại. Nhấc lên thiên không rồi hất văng ra xa, không dừng lại, à ta còn hút cả Nguyệt Nhi tới, lấy đường huyễn âm bảo hạp trên người Nguyệt Nhi, sau đó biến mất cùng với Nguyệt Nhi. Quay lại với vệ trang, đang lúc Đoàn Mộc Dung gặp nguy hiểm, một thân ảnh xuất hiện giết chết đám binh sĩ nước Tần, một luồng sát khí đáng sợ xuất hiện, tất cả binh sĩ nước Tần đã bị tiêu diệt gần hết ở đại sảnh, người tới chính là Thánh Kiếm Cá Nhiếp. Ở phía trong, ban lão đầu thấy vậy lập tức nói, Cá Nhiếp tiên sinh đã tới, Thành Cơ Quan đã được cứu rồi, Đoàn Mộc Dung cô nương cũng sẽ được cứu. Khi mà thấy Cá Nhiếp tới, đám lính Tần Quốc lập tức lùi ra xa. Thiên Minh đã tỉnh lại, đầu cậu rất đau nhức, nhưng cậu rất buồn vì Nguyệt Nhi đã bị bắt cóc. Về phía Cá Nhiếp, tiến tới trước mặt vệ trang, hai người đều là đồng môn, là đệ tử của Quỷ Cốc Phái, cả hai lập tức lao tới giao chiến. Vừa giao chiến với vệ trang, Cá Nhiếp cũng tìm cơ hội, cắt đứt được dây trói cho Đoàn Mộc Dung. Một kiếm sát chiêu này, Cá Nhiếp đã chém trọng thương vệ trang, Mộc Dung cũng đã được giải cứu, nhưng mà cô đã lao tới đỡ một ám khí của tên Bạch Phượng cho Cá Nhiếp. Có thể nói rằng, đoàn sát thủ Lưu Sa này chơi cực kỳ bẩn. Khi Đoàn Mộc Dung ngã xuống, cô nhớ về quá khứ của mình, sư phụ của cô trước khi chết đã từng dặn dò, ngành y là để bảo vệ chúng sinh, có thể cứu sống hầu hết mọi người trong thiên hạ, nhưng lại không cứu được bản thân, đây là số mệnh của y giả. Vậy nên, để lưu truyền tuyệt học cứu thế, ngành y nhất định phải tránh xa âm thù, sư phụ cô cũng dặn. Đừng bao giờ yêu bất cứ người đàn ông coi kiếm như sinh mệnh nào. Thế nhưng bây giờ, Đoàn Mộc Dung đã làm trái lời dặn trước lúc lâm chung của sư phụ mình. Sau cùng cô vẫn không thoát khỏi được số mệnh của một ngành y giả. Đứng ở bên cạnh, vệ trang thấy vệ liền nói, sư ca mắt nhìn cổ huynh thật sự chẳng ra làm sao. Cô gái này nhan sắc bình thường, vừa sầu muộn vừa lạnh lùng, cũng đáng để huynh buồn như vậy sao? Cá Nhiếp đặt Đoàn Mộc Dung xuống, rồi nhìn về phía vệ trang với ánh mắt đầy sát khí, rồi cả hai tiếp tục lao vào tấn công. Ban đầu cả hai chỉ là đọ sức của những lưỡi kiếm, Cá Nhiếp chiếm ưu thế hơn vì đã nhiều lần đẩy lùi được vệ trang. Mặc dù vậy, Cá Nhiếp cũng đã bị thương vì đang tức giận. Ngay lúc này, Thiên Minh chạy tới, thấy Cá Nhiếp đang quyết đấu với vệ trang. Cậu lập tức tiến tới trước mặt sơ kiếm về phía vệ trang. Thấy vậy, Cá Nhiếp nói với Thiên Minh lùi về phía sau. Khi lùi về sau, Thiên Minh lập tức cầm kiếm đâm thẳng vào người của Cá Nhiếp. Kẻ tới không phải là Thiên Minh, mà đó là tên sát thủ Ngọc Kỳ Lân của tập đoàn Lưu Sa biến thành. Cá Nhiếp định giết hắn, nhưng vệ trang đã cản lại. Hắc Ngọc Kỳ Lân, một thích khách hàng đầu nghịch Lưu Sa, rất may Cá Nhiếp đã tránh được một đòn ám sát chí mạng đó, còn có thể lập tức phản công. Nếu không có vệ trang, Ngọc Kỳ Lân khó mà đỡ được nhát kiếm uyên hồng này. Cá Nhiếp nói rằng, ta tưởng trận chiến hôm nay chỉ là chúng ta mà thôi. Vệ trang cười và giải thích, nhiều năm như vậy rồi mà huynh vẫn ngủ ngốc thế sao? Trận chiến này trước giờ chưa từng chỉ là của chúng ta. Rồi cả hai lao vào quyết chiến. Tuy Cá Nhiếp không bị Hắc Kỳ Lân đánh lén mà chết, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Lúc này đối thủ của hắn là vệ trang. Thấy Cá Nhiếp bị thương, Cao Tiêm Ly lập tức rút kiếm ra và nói, vệ trang, đối thủ của người hiện giờ là ta. 700 năm nay, xuân thu ngũ bá, chiến quốc thất hùng, phía sau sự hưng bái của từng triều đại, từng quốc gia đều có một cái tên chung, Quỷ Cốc. Tô Tấn hợp tùng 6 nước kết hợp với 6 nước ép nước Tấn hủy bỏ kế hoạch xưng đế. Trương Nghi thông minh xuất chúng, hóa giải được liên minh 6 nước, giúp nước Tấn xưng bá thời loạn lạc. Bàng Quyên trí dũng hơn người, đánh đầu thắng đó, giúp nước Ngụy vốn nhỏ bé hùng bá cả Trung Nguyên. Tôn Tẫn trí dũng vô địch, vây Ngụy cứu triệu, giết chết Bàng Quyền, soạn ra binh pháp của mình lưu truyền hậu thế. Các đời Quỷ Cốc tiên sinh cả đời chỉ thu nhận hai đệ tử, một người là Tung, một người là Hoành. Người thắng trong hai người sẽ trở thành Quỷ Cốc tử đời tiếp theo. Các đời Quỷ Cốc tử tuy chỉ có một mình, nhưng lại mạnh hơn cả trăm vạn sư đoàn. Một cơn tức giận chư hầu sợ hãi, an cư thì thiên hạ được thái bình. Quay lại với cuộc chiến, Cá Nhiếp nói với Cao Tiêm Lý, đây là chuyện riêng giữa ta và sư đệ trong nội bộ Quỷ Cốc phái, mong các vị đừng xen vào. Vệ trang cười và nói, huynh từ bỏ Quỷ Cốc, từ bỏ thiên hạ là để bảo vệ lũ phế vật này sao? Huynh xưa nay cho mình là đấng cứu thế, đáng tiếc đối diện với người phụ nữ của mình lại chỉ có thể dường mắt nhìn cô ta chết đi. Lúc này kiếm khí từ hai phía vệ trang và Cá Nhiếp không ngừng tăng lên, kiếm thế chưa khởi động đã có khí thế kinh người. Hoành kiếm của vệ trang đánh vào kỹ năng, dĩ cầu kỳ lợi gọi là chia, tung kiếm của Cá Nhiếp đánh vào khí thế, dĩ cầu kỳ thực gọi là hợp, hợp ngang chia dọc là đạo thiên địa. Cả hai lao vào quyết đấu,
Khí thế của hai bên cực kỳ uy mãnh. Thế nhưng Cái Nhiếp không hề rút kiếm, điều đó làm Vệ Trang cực kỳ tức giận, không biết Cái Nhiếp đang đợi thứ gì, lập tức lao tới tấn công. Đòn kiếm của Vệ Trang cực sắc bén, nhưng Cái Nhiếp chỉ đón đỡ. Vệ Trang nhảy lên vung kiếm đẩy lùi Cái Nhiếp, rồi tiếp tục lao tới tấn công, vung kiếm khí đẩy lùi Cái Nhiếp vào vách tường. Ngay khi Cá Nhiếp đứng dậy từ đám bụi đất, đã lập tức xuất ra Bách Bộ Phi Kiếm. Mọi người phía ngoài khi mà nhìn thấy Bách Bộ Phi Kiếm đều kinh hãi, vì bộ kiếm pháp này của Cá Nhiếp đã được nổi danh thiên hạ, nhắc tới tên ai cũng phải khiếp sợ. Hóa ra trước đó Cá Nhiếp liên tục nhượng bộ là đang tích lũy kiếm thế, giống như cây cung, bị kéo càng căng, sức bắn sẽ càng mạnh hơn. Sau cùng, kiếm của Vệ Trang đã bị văng lên thiên không, rơi xuống. Cá Nhiếp mặc số chiến thắng Vệ Trang, nhưng lại nhượng bộ không làm hắn ta bị thương một chút nào. Vệ Trang rút kiếm quay lại và nói, hôm nay là lần cuối cùng huynh dùng Bách Bộ Phi Kiếm. Rồi Vệ Trang tụ lực lao tới, cũng xuất ra Bách Bộ Phi Kiếm, khiến ai cũng phải kinh ngạc, một kiếm của Vệ Trang đã được Cá Nhiếp đón đỡ. Cá Nhiếp phát hiện, tại sao Vệ Trang có thể học được Bách Bộ Phi Kiếm, rốt cuộc hắn ta đã làm gì sư phụ để có được nó. Vệ Trang lúc này cười và nói, người đời chỉ biết Uyên Hống là danh kiếm xếp thứ hai, thế nhưng xa xỉ trên tay của Vệ Trang được gọi là Yêu Kiếm, một đòn xoay kiếm của Vệ Trang đã khiến thanh Uyên Hống trên tay Cá Nhiếp gãy nát, nhưng lưỡi kiếm Uyên Hống đã được Cá Nhiếp dí vào cổ Vệ Trang. Vệ Trang đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến này. Cá Nhiếp đã dùng kiếm gãy chế phục Vệ Trang trong tình trạng bị thương nặng, đối mặt với kẻ cũng nắm bắt được Bách Bộ Phi Kiếm, có thể quả quyết từ bỏ kiếm Uyên Hống mà kiếm khách xem như sinh mạng. Lãnh ngộ của Cá Nhiếp về kiếm thực sự đã vượt xa trình độ của người phàm. Biết được Cá Nhiếp sẽ không ra tay với mình, Vệ Trang đã ra tay đánh lén, khiến Cá Nhiếp gục ngã. Lúc này Vệ Trang cười và nói, nhược điểm của huynh là quá cố chấp với chính nghĩa, giống với những giấc mơ ngu si không ai bằng. Ngay khi Cá Nhiếp ngã xuống, Thiên Minh đã chạy tới, cuộc chiến thì vẫn đang còn dang dở. Đào Trích thì đi tìm kiếm các đại anh hùng, Thiếu Vũ đang quyết chiến với binh sĩ nước Tấn, Nguyệt Nhi thì bị bắt cóc, Cá Nhiếp thì đã bị Vệ Trang đánh trọng thương. Thiên Minh, Thiếu Vũ, Cao Nguyệt, Cá Nhiếp, Đoàn Mộc Dung, họ sẽ phải đối diện với vận mệnh như thế nào? Kính mời đón đợi ở phần tiếp theo của Tần Thời Minh Nguyệt. Cuối cùng LTG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.